y đạo quan đồ trương nhất châm. Trường 441, mỗi người thể hiện thần thông của mình. Tống Hoài Minh đi tới trước văn phòng của mình, thư ký Trung Bồi Nguyên bước ra, nói nhỏ tinh trưởng Tống, phó thị trưởng Nam Tích Thường Lăng không tới, tôi bảo anh ta đợi ở phòng nghỉ. Tống Hoài Minh gật đầu, không cần hỏi cũng biết Thường Lăng không tới là để làm công tác tư tưởng với mình, cuộc canh tranh giữa Giang Thành và Nam Tích đã đã dần dần trở nên căng thẳng, Lãnh đạo của hai thành thị đều tranh thủ giành được sự chi viện về tài chính lớn nhất từ tỉnh Lý. So sánh hai bên, phía Giang thành không bằng Nam Tích, mấy vị lãnh đạo của thành phố Nam Tích gần đây trước sau tới thăm lãnh đạo tỉnh, cơ hồ là bái phỏng mỗi một vị thường ủy tỉnh ủy, mà phía Giang thành trừ thị trường tả viên chiêu tới một lượt ra, hiện tại chỉ có tên quan viên nông cạn cấp phó ban là Trương Dương tới tranh thủ ủng hộ tài chính. Tống Hoài Minh nói, bảo anh ta đợi 10 phút nữa tôi sẽ xe tới. Thời gian 10 phút này Tống Hoài Minh là để lưu lại cho mình nghỉ ngơi, bình tĩnh lại một chút, đồng thời 10 phút này cũng là một trường khảo nghiệm đối với quan viên hạ cấp. Vấn đề mà quan viên phải suy nghĩ thường thường nhiều hơn người bình thường một chút, 10 phút này đủ để họ ngẫm nghĩ, bọn họ sẽ từ các phương diện mà suy nghĩ và phỏng đoán về tâm thái của lãnh đạo, mà nghĩ nhiều rồi thì rất dễ phạm sai lầm. Thường Lăng không là một trong những quan viên trẻ tuổi tài năng mà Tống Hoài Minh hân thường nhất, Gã đúng 10 phút sau thì tiến vào văn phòng của Tống Hoài Minh, mỉm cười nói tỉnh trưởng Tống, hy vọng sự có mặt của tôi không làm phiền tới công tác của ngài. Tống Hoài Minh cười nói, công tác của tôi chính là chuẩn bị tùy thời tiếp đãi sự tới thăm của các anh. Y chỉ vào salon, nói, ngồi đi. Thường Lăng không ngồi xuống, Tống Hoài Minh cũng đứng dậy ngồi xuống cạnh gã, nói, hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì vậy. Thường Lăng không cũng không giấu giếm mục đích viếng thăm của mình, Gã đặt bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước ở trước mặt Tống Hoài Minh, tỉnh trưởng Tống, đây là bản kế hoạch liên quan tới các nước sâu của Nam Tích chúng tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Hoài Minh cười nói, tôi đã đọc rồi. Thường Lăng không nói, bản kế hoạch trước vẫn chưa hoàn thiện, bản này là chu toàn nhất, sau này chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện. Tống Hoài Minh nói, tôi tin vào năng lực của ban lãnh đạo Nam Tích tin rằng các anh nhất định có thể thành công xây dựng hạng mục cảng nước sâu. Thường Lăng không nói, hy vọng tỉnh Lý có thể ra sức ủng hộ cho chúng tôi, ý nghĩa của hạng mục cảng nước sâu rất xa rộng, một khi cảng nước sâu được xây thành, sẽ tạo thành ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển kinh tế của Đông Nam bộ tỉnh Bình Hải. Tống Hoài Minh nói, yên tâm đi, tỉnh Lý sẽ cấp cho các anh sự ủng hộ lớn nhất. Những lời này là miệng lưỡi nhà quan, không có nội dung có tính thực chất. Thường Lăng không nói, tỉnh trưởng Tống Công trình cảnh nước sâu muốn khởi động thì phải có một khoản vốn lớn. Tống Hoài Minh ngắt lời Thường Lăng không, tôi biết, gần đây thành phố các nơi đều tới tỉnh lý xin chính sách, chính sách thì chúng tôi có thể cấp, nhưng tài chính thì không chỉ cứ hy vọng vào tỉnh lý, vừa rồi người của phía Giang thành tới, tôi cũng nói y như vậy, tỉnh lý sẽ cấp cho các anh ngân sách tài chính, nhưng các anh không thể ký thác hết hy vọng vào tỉnh lý được. Thường Lăng không nói, tỉnh trưởng Tống, tỉnh lý định xuống công trình trọng điểm trong 5 năm cảng nước sâu của Nam Thích và sân bay mới của Giang Thành đều ở trong đó. Chúng tôi hy vọng tỉnh Lý có thể suy nghĩ một cách thiết thực tới hồi báo của đầu tư và tiền cảnh phát triển kinh tế sau này, trên phương diện tài chính chú trọng chúng tôi hơn. Tống Hoài Minh cười ha ha, nói, những người như các anh, ai ai cũng đều muốn tới tỉnh Lý đòi tiền, ai ai cũng sợ người khác được nhận nhiều hơn mình. Tôi muốn hỏi những cán bộ cấp thành phố các anh, xây cảng nước sâu, xây sân bay đều chỉ hy vọng tỉnh Lý bỏ tiền, vậy các anh thì làm gì? Thường Lăng không bị Tống Hoài Minh nói cho xấu hổ vô cùng, gã nói nhỏ, tỉnh trưởng Tống, chúng tôi cũng đang nỗ lực trù tập vốn, trước mắt đã đạt thành rất nhiều hiệp nghị, tận hết khả năng giảm bớt gánh nặng cho tỉnh Lý, giảm bớt gánh nặng cho quốc gia. Tống Hoài Minh nói, anh hiện tại tới đây, đại biểu cho lợi ích của Nam Thích, còn tôi thì ngồi ở vị trí này, phải nghĩ tới lợi ích của cả Bình Hải, tôi không thể đầu nhập hết số tiền vốn hữu hạn vào cảng nước sâu được, cũng không thể nào dồn hết vào hạng mục sân bay mới, những người như chúng tôi phải suy nghĩ làm như thế nào để phân phối tiền mặt để có thể mang lại tác dụng lớn nhất, mới có thể giúp đỡ được các anh nhiều nhất. Lăng không, đợi anh tương lai lên tới vị trí của tôi rồi, anh sẽ hiểu có một số chuyện không dễ xử lý đâu. Thường Lăng không nói, tôi biết chuyện lần này đã mang tới phiền phức cho các lãnh đạo, nhưng sự phát triển của Nam Tích đang ở trong thời khắc quan kiện, công trình cảng nước sâu lần này là cơ hội lớn nhất để chúng tôi đi lên. Tống Hoài Minh mỉm cười, theo tôi thấy, Bình Hải là một chỉnh thế, bất kỳ một bộ vị nào phối hợp không tốt thì sẽ không đi lên được. Cái mà tôi muốn không phải là một thành thị hoặc là một địa khu nào đó đi lên, cái tôi muốn là chỉnh thể của kinh tế Bình Hải đi lên. Lúc Thường Lăng không bận rộn làm công tác tư tưởng với tỉnh trưởng Tống, Trương Dương cũng không nhàn rỗi, thằng ôn này có một chỗ tốt chính là rất có trách nhiệm với công việc, chuyện hắn đã đáp ứng với người khác thì hắn nhất định phải làm tốt. Hắn tới văn phòng bí thư tỉnh ủy đợi, thư ký của Kiều Trấn Lương cũng nhận ra Trương Dương, biết rằng thằng Ôn này không dễ ứng phó, chỉ có thể bảo hắn đợi trong phòng nghỉ. Lúc Kiều Trấn Lương họp xong quay về, thư ký thông báo tình huống, Kiều Trấn Lương gật đầu rất nhanh gọn, bảo cậu ta vào, tôi đang muốn gặp cậu ta. Trương Dương không tới tay không, hắn mang theo một chuỗi Phật châu được làm bằng gỗ trầm hương, đều đã được cao tăng của chùa Nam Lâm khai quang, kỳ thực trong xe hắn chuẩn bị không ít dụng phẩm Phật giáo, đều là đồ mà Hòa thượng Tam bảo tặng cho hắn. Hắn nghe Kiều Mộng viện nói hôm nay là sinh nhật của Mạnh Truyền Mỹ, mẹ cô ta, cho nên lưu lại chút tâm nhãn, Mạnh Truyền Mỹ tin Phật, tặng Phật châu cho bà ta cũng coi như là đúng người đúng chỗ. Tặng quà không quan trọng có quý giá hay không, mà là quà anh tặng có đúng sở thích của người ta hay không. Trong phương diện tặng quà Trương Đại Quan Nhân đã có tu vi nhất định. Kiều Trấn Lương thấy chuỗi Phật châu đó, mỉm cười thu nhận, y chỉ vào Trương Dương, nói cậu làm thế này là không tốt đâu đấy, ngang nhiên hối lộ tôi. Trương Dương nói: "Bí thư Kiều, tôi đây không phải là hối lộ ông, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của bác gái, cho nên đặc biệt chuẩn bị chuỗi Phật châu này, nó được cao tăng của chùa Nam Lâm khai quan rồi, được gột rửa qua Phật quang của xá lợi Phật tổ, rất hiếm có đó." Kiều Trấn Lương nói: "Lần sau không được thế nữa đâu đấy. Đặng hành vi này là không tốt." Trương Dương cười nói: "Ông có coi đây là hối lộ thì tôi cũng đành chịu, vậy bức hiệp khách hành mà lần trước tôi viết cho ông đó." cũng coi như là ông nhận hối lộ rồi. Kiều Trấn Lương cười ha ha, Trương Dương nói vậy khiến y lại cảm thấy thân thiết, y nhận lấy Phật Châu, nói cậu chạy tới Đông Giang có phải là có mục đích gì không? Trương Đại Quan Nhân đi thẳng vào vấn đề, tìm bí thư Kiều xin tiền. Kiều Trấn Lương nói, tôi quản công tác đảng chính, cậu muốn xin tiền thì nên tới tìm ông bố vợ tương lai của cậu ấy. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều, ông đây là đùn đẩy trách nhiệm, ai mà không biết ông là đại ca của tỉnh Bình Hải chúng ta. Câu này nếu người khác nói ra thì Kiều Trấn Lương không chừng sẽ tức giận, nhưng Trương Dương nói ra, Kiều Trấn Lương lại không nhịn được cười, các thằng ôn này, cậu coi chúng tôi là hảo hán lục lâm à? Trương Dương nói, bí thư Kiều, bảng cửu trương của tôi ông trong lòng đều thuộc rồi, cho nên tôi cũng không nói nhiều làm gì, lãnh đạo thành phố Giang Thành giao hạng mục sân bay mới cho tôi phụ trách, tôi cũng muốn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mang tính lịch sử này. Quyết tâm của tôi rất lớn, dũng khí cũng rất lớn, nhưng trong túi không có tiền, ít nhiều gì cũng có chút không vững dạ. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương à, trong cuộc họp thường ủy vừa rồi, chúng tôi đã thảo luận vấn đề này, cậu yên tâm đi, tỉnh Lý sẽ căn cứ vào tình huống mà cấp ngân sách tài chính cho các cậu với ngạch độ nhất định. Miệng lưỡi nhà quan, loại miệng lưỡi nhà quan này ai cũng nói được hết. Trương Dương dương nhiên nghe ra trình độ đáng tin trong câu này chẳng có được bao nhiêu, Câu này của Kiều Trấn Lương có 89 phần 10 là đang nói cho có lệ, ngạch độ nhất định là bao nhiêu?" Trương Dương nói, "Bí thư Kiều, xây dựng sân bay mới là công trình hình tượng của chính phủ, tuy có rất nhiều nhà đầu tư đều biểu hiện ra nguyện vọng đầu tư cường liệt, nhưng phía Giang Thành chúng tôi thủy chung vẫn bảo trì thái độ đối đãi thận trọng." Kiều Trấn Lương nói, "Hấp dẫn đầu tư từ ngoài vào là chuyện tốt, đừng chỉ hy vọng vào quốc gia thôi." Trương Dương nói, "Trên địa bàn quốc gia xây dựng sân bay sân bay cũng là của quốc gia, vì sao không thể tìm quốc gia xin tiền. Kiều Trấn Lương bật cười, y nhìn đầu hồ, đứng dậy nói, 11 giờ tôi còn có một cuộc họp nữa, chúng ta để sau nói tiếp nhé. Trương Dương đi theo Kiều Trấn Lương ra khỏi cửa, bí thư Kiều, ngài sẽ để tâm tới việc của chúng tôi chứ. Kiều Trấn Lương gật đầu, nói yên tâm đi, tôi sẽ coi trọng chuyện này. Trương Dương nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Kiều Trấn Lương, không khỏi lắc đầu, Kiều Trấn Lương từ đầu tới cuối không đáp ứng hắn gì cả, xem ra xin tiền của tỉnh lý không phải là dễ dàng như vậy, thôi thì cứ để nghe theo số trời vậy. Lúc Trương Dương rời khỏi trụ sở văn phòng chính phủ tỉnh ủy, ở trong thang máy gặp Thường Lăng không, hai người đối với việc gặp nhau ở đây không hề biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc, hai bên đều bật cười, lúc bước ra khỏi thang máy, bọn họ mới bắt tay nhau, Thường Lăng không cười nói, cậu tới Đông Giang làm gì vậy? Trương Dương trả lời rất đơn giản mà có lực, xin tiền còn anh thường lăng không cười nói cũng là xin tiền hai người đồng thời bật cười trương dương hỏi kết quả thế nào thường lăng không lắc lắc đầu tỏ ý không được lý tưởng lắm trương dương thở dài nói tôi cũng thế thôi muốn kiếm chút tiền từ trong tay tỉnh lý cũng không dễ dàng gì hai người hiểu rằng hiện tại bọn họ đứng trên lập trường cạnh tranh nhưng không ai đánh đồng chuyện trên công tác với sinh hoạt thường lăng không nhìn đồng hồ sắp trưa rồi cùng đi ăn cơm nhé Trương Dương gật đầu, nói tôi mời anh, chúng ta tới vọng giang lâu đi, anh em của tôi mở tử điếm ở đó, nói rằng trưa này mở tiệc tẩy trần cho tôi. Thường Lăng không cười nói, thế thì ngại quá. Trương Dương nói, chúng ta việc gì phải khách khí như vậy, tôi cũng muốn tìm người làm vài chén, đi nào. Viên ba từ lúc tiếp nhận vọng giang lâu, sinh ý ở này ngày một thịnh vượng, hiện giờ viên ba đã mở bốn chi nhánh, có điều sinh ý tốt nhất vẫn phải kể đến vọng giang lâu này. Thường Lăng không là lần đầu tiên tới vọng giang lâu, viên ba sau khi nghe Trương Dương giới thiệu thân phận của Thường Lăng không, cũng vô cùng nhiệt tình, mời họ tới duyệt giang các ngồi. Trần Thiệu Bân và Đinh Triệu Dũng đã đợi ở phòng này, tuổi tác của họ sàn sàn nhau, rất dễ thân nhau. Trần Thiệu Bân và Đinh Triệu Dũng đều là con cháu nhà quan nên cũng dễ câu thông với Thường Lăng không. Trương Dương thấy Lương Thành Long chưa tới, không có có chút hiếu kỳ nói, Lương Thành Long đâu. Viên ba nói, cậu ta ở Nam Thích, nói là khảo sát hạng mục cảng nước sâu, chắc là muốn tới đầu tư. Trương Dương nói, quầy hàng của anh ta năm nay lớn thật đấy. Trần Thiệu Bân nói, cậu ta chạy tới Nam Thích, nhưng thị trường Nam Thích thì lại tới Đông Giang, cậu ta nếu biết chuyện này sẽ hối hận tới mức chết quay cu lơ tại chỗ. Mọi người đều bật cười. Thường Lăng không nói, công trình của chính phủ toàn bộ đều gọi thầu công khai, cố gắng công khai hóa và rõ ràng hóa, mỗi một nhà đầu tư và thương nhân xây dựng có thực lực và đều có thể tham gia trên lý luận cũng tồn tại hy vọng chiến thắng. Trần Thiệu Bân nói, nghe thị trưởng thường nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi, tôi mai cũng tới tham gia náo nhiệt. Thường Lăng không cười nói, Nam Tích chúng tôi hoan nghênh bất kỳ một người bạn nào có ý tới đầu tư. Nói xong câu này lại nhìn sang Trương Dương, áy náy cười nói, thị trưởng Trương, tôi hôm nay không phải là có chút khách lấn chủ chứ? Trương Dương cười nói. Hai chúng ta là bạn bè với nhau, tiêu chui vào túi ai cũng vậy thôi, nói chung là không ra khỏi được bình hải, các lãnh đạo đều nói rồi, phải đi trên con đường cùng giàu mạnh, chúng ta nên dắt tay nhau đi tới sự giàu mạnh chung. Thường Lăng không cười nói, nói rất hay, vì sự giàu mạnh chung, chúng ta cạn chén. Kỳ thực gã và Trương Dương trong lòng đều biết rõ, lần này sự đầu nhập tài chính của tỉnh Lý khẳng định sẽ có thiên vị, nhưng chưa biết sau cùng sẽ thiên về nhà nào mọi người sau khi uống ba chén, lại nói chuyện với nhau, Trương Dương và Đinh Triệu Dũng cạn chén, hắn nói khẽ, gần đầy Đinh Bân và Tiểu Tĩnh thế nào rồi. Đinh Triệu Dũng nói, rất tốt, tháng này tôi còn cho hai đứa nó ít tiền thưởng, năng lực nghiệp vụ của Đinh Bân không bằng Triệu Tỉnh, tôi thưởng cho nó 35.000 đồng, ở công ty cũng nổi bật lắm. Trương Dương cười nói, hy vọng không phải là cậu nể mặt tôi. Đinh Triệu Dũng cười nói, nó quả thật là nhân tài làm ăn, tôi nói với nó rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, đừng đi đâu cả, tôi để cho nó ngồi vị trí giám đốc bộ phận thị trường. Trương Dương nói, con bé đó là hạng dễ kiêu ngạo tự mãn, cậu phải lưu ý, ngàn vạn lần đừng có làm hư nó. Đinh Triệu Dũng cười nói, hai đứa nó vẫn nghe lời lắm, có điều tôi thấy thằng ôn tiểu bân này không phải là nhân tài làm kinh thương, sau này tốt nhất thật thả lặn lộn trong thể chế thôi. Trương Dương thầm nghĩ dạng như Đinh Bân cũng có thể lăn lộn trong thể chế à, nhưng nghĩ lại, ông già người ta là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh bình hải đinh nguy phong kiếm một chức vụ cho con trai ở trong cơ quan cũng không phải là khó đinh triệu dũng nói trương dương cậu không phải là nghe người ngoài nói gì đấy chứ trương dương lắc đầu nói không tôi chỉ quan tâm đến hai đứa nó thôi đinh triệu dũng cười nói yên tâm đi triệu tính dẻo miệng lắm lại ngoan ngoãn cha mẹ tôi đều rất thích nó tiểu bân không dám làm gì có lỗi với nó đâu Trần Thiệu Bân ở bên cạnh nói, cô em của cậu là người thông minh, miệng lưỡi lợi hại, kỳ nghỉ này giúp Triệu Dũng kiếm được nhiều tiền như vậy, nghiệp vụ công ty là số một, trương gia nhà cậu nhân tài lắm thật. Nói xong thằng ôn này lại ngộ ra gì đó, ớ. Ờ. Sao cậu họ trương còn em gái cậu họ Triệu nhỉ? Trương Dương tức giận nói, liên quan chó gì tới cậu? Viên ba mỉm cười giảng hò, chuyện này người ta chúng ta đừng có hỏi làm gì. Nào, chúng ta kính thị trường thường một chén, Hy vọng thị trường thường sau này lúc tới Đông Giang, thường tới quang lâm tiểu điếm của tôi, tôi là thương nhân, nhưng tôi tin quan khí cũng có thể mang tới tài vận. Thường lăng không cười nói, được, có điều tôi cũng không thể nào ăn không của anh được, sau này đừng có khách khí thế này nữa. Trương Dương cười nói, ông chủ viên tài đại khí thôi, chúng ta ăn mấy bữa không khiến anh ta nghèo đi được đâu, anh ta chính là một cặp thời vũ của thời đại mới, mạnh thường quân của những năm 90 đó. Viên ba chắc tay xin tha khẩu hạ lưu tình, khẩu hạ lưu tình. Trương Dương, tôi mời cậu bữa này, cậu đừng chế nhạo tôi nữa. Trần Thiệu Bân nói, muốn cậu ta miệng lưới thích nước thì khó lắm, quen cậu ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa hiểu cậu ta à, cậu A chính là một nhân vật ăn no rồi thì làm đầu bếp đó. Trương Dương cười nói, Trần Thiệu Bân, cậu lại công kích tôi rồi, tôi sẽ nói hết những chuyện xấu trước kia của cậu ra đó. Trần Thiệu Bân, đấy thấy chưa, cậu ta chính là như vậy đó, anh em cũng rất dễ bán đứng trương dương nói cậu ư bán chẳng được giá đâu thường lăng không mỉm cười nhìn trương dương và mấy người bạn của hắn đấu võ miệc phát hiện trương dương trong quan hệ xã hội rất có tài hắn có thể ở chung hòa hợp với loại nha nội như trần thiệu bân và đinh triệu dũng cũng có thể khiến thằng em trai trước giờ luôn tự thị cao ngạo của gã cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn đằng sau vẻ ngoài bất cần đời của trương dương khẳng định là ẩn giấu trí tuệ phi thường sau bữa trưa Trương Dương và Thường Lăng không cùng tới sở chiêu đãi của chính phủ thành phố, rất khéo, hai người họ cũng ở đây. Những người khác thì ai đều bận việc của người này, hẹn nhau sau này có thời gian lại tụ tập. Thường Lăng không lần này không tới một mình, giữa Trương Dương và gã bởi vì quan hệ cạnh tranh nên trong lòng đều có chút khó xử, rất nhiều lời không tiện nói rõ. Trương Dương và Thường Lăng không sau khi chia tay, về phòng của mình, vừa bước vào trong phòng thì nhận được điện thoại của Hà Trường An, thì ra Hà Trường An cũng đang ở Đông Giang, y mời Trương Dương cùng ra ngoài. Trương Dương nghĩ một chút, Hà Trường An chủ động tìm mình, có 89 phần 10 là không nhịn được nữa rồi. Sự gia nhập đột ngột của cha Tấn Bắc đã làm nhiễu loạn kế hoạch đầu tư trước đây của Hà Trường An. Nếu như y tiếp tục lựa chọn tình trạng hừng lực bức người, chỉ khiến cha Tấn Bắc thừa cơ lẻn vào. Trương Dương không có ý muốn gặp Hà Trường An, hắn chỉ nói rằng hôm nay mình rất bận, còn với đi bái phỏng mấy vị lãnh đạo tỉnh, sợ rằng không kiếm đâu ra được thời gian hà trường an nghe trong tay mà giận trong lòng nhưng ngoài miệng thì không nói gì cả chỉ có thể mỉm cười bảo cậu bận rồi thì chúng ta đành để về giang thành mới gặp nhau vậy trương dương nghe ra vẻ không vui của hà trường an trong lòng không khỏi sinh ra một tia sảng khoái cho dù ông có lợi hại đến thế nào thì một mẫu ba phân đất giang thành vẫn chưa tới lượt ông lên tiếng trương đại quan nhân dắp tâm muốn cho hà trường an mấy cái bánh cắm đinh hắn mỉm cười nói cháu tuần sau mới về được được về giang thành rồi chúng dành thời gian nói chuyện nhé hà trường an đặt điện thoại xuống vẻ mặt vi hờ hứng nhưng nếu như nhìn kỹ có thể thấy giữa lông mày y ẩn tàn nộ khí trong khái niệm của hà trường an người khác rất ít cự tuyệt y như thế này đặc biệt là loại quan viên cấp phó ban như trương dương nếu không nói tới bối cảnh của văn gia hà trường an căn bản không đặt loại nhóc con như trương dương ở trong lòng nhưng hôm nay thằng nhóc này không ngờ lại cố ý làm khó mình trợ lý của y bước tới phía sau, nói khẽ, Hà Tiên Sinh, chuyện mà ngài bảo tôi điều tra đã tra được rồi, hôm nay là sinh nhật của phu nhân của Bí Thư Kiều, địa điểm mà họ ăn mình là Tề Vân Trai, Kiều phu nhân tin Phật, cho nên đặc biệt đặt cơm chay. 6 rưỡi tối, cả nhà Bí Thư Kiều sẽ tới đó đúng giờ. Hà Trường An gật đầu, nói, giúp tôi đặt một bàn ăn ở Tề Vân Trai. Trợ lý nói, đã an bài xong rồi. Hà Trường An châm một điếu tuyết ra, dùng sức giít một hơi, có chút tâm phiền ý loạn vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, rồi đi tới trước cửa sổ nhìn bầu trời đầy mây, nói khẽ chuyện kiều bằng cửu muốn đầu tư vào cảng nước sâu của Nam Thích có phải là thật không? Trợ lý nói, gã không có thực lực đó, căn cứ theo sự hiểu biết của tôi, là liên thủ với một công ty phong đầu của Singapore tiến hành chuyện này. Hà Trường An nói, cha rõ công ty phong đầu đó, toàn phương vị tìm hiểu con người của Kiều Bằng Cử. Chiều ngày hôm đó, Trương Dương Án chiếu theo đúng kế hoạch, tới bái phỏng bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Đinh Nguy Phong, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Trần Bình Triều, Thính trưởng Thính công an tỉnh Vương Bá Hành, nếu đổi lại là người gặp muốn gặp một người trong đó cũng không phải là dễ dàng. Nhưng Trương Dương thì khác, hắn không những là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn mà còn là con rể tương lai của tỉnh trưởng hiện nhiệm Tống Hoài Minh. Những người này không ai coi Trương Dương là quan viên hạ cấp, mà coi hắn là vãn bối. Trương Dương gặp họ cũng là vì đi theo hình thức, trong lòng hắn biết rõ, không thể thông qua lần gặp mặt này để giành được sự ủng hộ của thường ủy, nhưng phía Nam Tích người ta hoạt động, giang thành họ không hoạt động thì rất dễ bị tụt lại trong cạnh tranh. Chỉ có bước ra ngoài thì Trương Dương mới có thể cảm nhận được rõ sự chênh lệch giữa Nam Bắc Bình Hải, loại chênh lệch này không những biểu hiện trên quản lý mà cũng biểu hiện trên cả giác ngộ tư tưởng của quan viên hiện tại, Nam Tích người ta làm hạng mục cảng nước sâu, từ trên xuống dưới toàn bộ đều hành động, giang thành bọn họ làm hạng mục sân bay mới, rõ ràng là tâm khí của đủ Trương Dương thậm chí còn hoài nghi, tả viên chiêu mấy ngày trước tới Giang Thành căn bản là suốt công không xuất lực. Lúc từ văn phòng của Vương Bá Hành đi ra đã là 5 giờ chiều, Trương Dương nhìn thấy hai người sánh vai đi tới ở đằng trước, một người trong đó hắn quen, chính là phó đại đội trưởng đại đội hình trinh cục công Triệu Quốc Cường. Nhắc tới Triệu Quốc Cường, gã và Trương Dương từng có một đoạn va chạm, em trai gã Triệu Quốc Lương từng bị xe jeep của Trương Dương đâm chết, tuy sau này cố doãn chi ra mặt làm chứng cho Trương Dương, giúp Trương Dương tẩy sạch hiểm nghi, nhưng Triệu Quốc Cường vẫn coi Trương Dương là hung thủ giết em trai mình. Triệu Quốc Cường nhìn thấy Trương Dương thì khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, Trương Dương dễ dàng từ sâu trong ánh mắt gã nắm được một tia cửu hận khắc cốt ghi tâm. Hai người bước đối diện nhau, muốn tránh cũng không tránh được, Triệu Quốc Cường mang theo nụ cười kỳ quái bước về phía Trương Dương, gã không ngờ chủ động bắt tay Trương Dương, Trương Dương, chào anh. Trương Đại Quan Nhân lòng dạ rộng rãi, em trai gã không phải là mình giết, mình đương nhiên không có gì mà phải sợ. Trương Dương bắt tay với gã, cảm giác tay của Triệu Quốc Cường rất lạnh. Trương Dương mỉm cười nói cảnh quan Triệu tới Đông Giang lúc nào vậy, có cơ hội thì cùng nhau đi ăn cơm nhé. Triệu Quốc Cường nói tôi được điều tới Đông Giang công tác rồi, hiện tại nhậm chức ở ban hình trinh của tỉnh Thính. Đúng rồi, quên giới thiệu với anh, vị này là thính trưởng cao mới tới của tỉnh Thính chúng tôi. Trương Dương lúc này mới chú ý tới nam tử da ngăm đen, Thân hình trung đẳng ở bên cạnh triệu quốc cường, y chính là cao trịnh hòa, phó thính trưởng thính công an tỉnh mới nhậm chức, chính lại y nửa đường giết ra, khiến cho hy vọng đề thăng của vinh bằng phi bị sụp đổ. Cao trọng hòa mặt mày nghiêm túc, lại thêm mặt vốn đen, tạo cho người ta ấn tượng xa cách, khó tiếp cận. Trương Dương vẫn mỉm cười bước tới, thính trưởng cao, chào ngài, tôi là trương dương. Cao trọng hòa gật đầu, trên mặt vẫn không thấy bất kỳ nét cười nói, chào cậu, tôi đã nghe nói tới cậu. Trương Dương cười bảo, hy vọng những gì nghe thấy đều là chuyện tốt. Cao Trọng Hòa nói, chuyện xấu chiếm quá nửa, tin rằng chúng ta sau này còn gặp nhau nhiều. Nói xong y cùng Triệu Quốc Cường sánh vai bỏ đi. Trương Dương nghiền ngẫm câu nói sau cùng của Cao Trọng Hòa, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mình làm kinh tế thì sao phải gặp nhau nhiều với thính công an. Giữa hắn và Cao Trọng Hòa không có uyên nguyên gì, có điều sự xuất hiện của Triệu Quốc Cường khiến trong lòng hắn nảy sinh cảnh giác, hắn có thể cảm thấy sự cừu hận của Triệu Quốc Cường đối với mình, người này được điều tới Bình Hải, tất nhiên là lai giả bất thiện. Trương Dương kịp thời thông báo lại tình huống ở Đông Giang lại cho Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã nghe nói động tính của Nam Tích lớn như vậy thì cũng ngây ra. Miếng bánh gà tô lớn như vậy, Nam Tích được phân nhiều hơn một chút thì phần của Giang Thành họ ít đi một chút. Từ tình huống mà Trương Dương thông báo về, chuyến đi tới Đông Giang mấy ngày trước của tả viên chiêu không mang lại được kết quả tốt nào, Đỗ Thiên Giã cảm thấy rất không vui vì điều này. Trên cuộc họp thường ủy hôm đó, Đỗ Thiên Giã ở ngay trước mặt các thường ủy công khai lôi vấn đề này ra. Đỗ Thiên Giã nói, căn cứ vào tình huống hiện tại, đa số thường ủy đều có khuynh hướng đều hướng về cảng nước sâu Nam Tích xây dựng trọng điểm ủng hộ tài chính. Điều này chứng tỏ công tác tiền kỳ của chúng ta rất không đến nơi đến chốn. Tả viên chiêu nhíu mày, y trong lòng hiểu rõ, mấy ngày trước lúc y tới Đông Giang, Đỗ Thiên Giá cũng đặc biệt dặn dò phải giao lưu nhiều với các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, dẫn tới sự coi trọng của họ đối với hạng mục sân bay mới của Giang Thành. Nhưng tả viên chiêu trừ tới chỗ bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương ra thì không tới bái phỏng những thường ủy khác. Thái độ của tả viên chiêu đối với công trình này không tích cực, kỳ thực người đề xuất hạng mục này sớm nhất là y, Đỗ Thiên Giã sau khi tới Giang Thành. Muốn ý tưởng này thành hiện thực, trong chuyện này tả viên chiêu cảm thấy không được bình hành, y cho rằng Đỗ Thiên Giã nửa đường cướp đi chính tích nên thuộc về mình. Hiện tại tả viên chiêu đã quy hạng mục sân bay mới thành thành tích chính trị cá nhân của của Đỗ Thiên Giã, cho rằng mình nỗ lực trong hạng mục này cũng chỉ là làm giá áo cho người khác, cho nên biểu hiện trong chuyện này biến thành tiêu cực cũng là bình thường. Đỗ Thiên Giã nói, xây dựng sân bay mới không phải là chuyện của cá nhân Đỗ Thiên Giã tôi, sân bay mới được xây thành, tôi cũng chẳng nhận được bất kỳ lợi ích nào, tôi hy vọng mọi người có thể xây dựng thái độ tư tưởng chính xác, coi xây dựng sân bay mới là phận sự của mình để là một cách thiết thực, nỗ lực làm tốt một chuyện có ích cho người dân giang thành, có ích cho con cháu đời sau. Tả Viên Chiêu nói, kinh tế Bình Hải Nam mạnh Bắc yếu là một sự thực không thể tranh cãi, của Nam Tích làm hạng mục cảng nước sâu, chúng ta làm hạng mục sân bay mới, sự thông qua tài chính của tỉnh Lý Nghiêng về ai, không phải chúng ta nói là được. Tôi lần này khi tới Đông Giang tìm bí thư Kiều, bí thư Kiều nói, những cán bộ như chúng ta phải có đại cục quan đừng dùng chủ nghĩa địa phương hạn hẹp để nhìn vấn đề, phải nghĩ tới làm như thế nào mới có lợi cho sự phát triển của Bình Hải, chứ không phải là chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh đất ở dưới chân mình. Nói một cách khác, tiền là của quốc gia, chúng ta không có quyền chi phối. Những lời này của y cũng thực sự cầu thị, có điều trong ngôn ngữ ám tàng phong mang, rõ ràng là sự đáp trả những lời vừa rồi của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói cái gì gọi là đại cục quan, cái gì gọi là chủ nghĩa địa phương hạn hẹp nhà mình không quét nổi thì làm sao mà quét được thiên hạ làm quan một nhiệm tạo phúc một phương đỗ thiên giã tôi hiện tại là bí thư thị ủy giang thành cái mà tôi nhìn thấy là địa phương giang thành này thuận theo phương châm cải cách mở cửa của quốc gia trong đầu tôi chỉ nghĩ làm thế nào để khiến kinh tế giang thành phát triển hơn làm thế nào để người dân cảm thụ được thành quả cải cách mở cửa một cách thiết thực cải thiện sinh hoạt của họ một cách chân chính nói tôi hạn hẹp cũng được nói tôi thiếu đại cục quan cũng được tôi nhận hết chuyện của nam thích tôi không quản cũng chẳng đến lượt tôi quản, tôi là quan phụ mẫu của Giang Thành, trách nhiệm của tôi là phải đưa Giang Thành phát triển. Những lời này của gã nói rất có lực. Bộ trưởng bộ tổ chức từ biêu vỗ tay đầu tiên, phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ cũng vỗ tay, thậm chí ngay cả chủ nhiệm hội đồng nhân nhân triệu Dương Lâm cũng vỗ tay, dưới sự lôi kéo của họ cơ hồ là tất cả thường ủy đều vỗ tay, đương nhiên trong đó hạng như mã ích dân, viên thành tích không muốn vỗ tay, nhưng bọn họ lại không thể không vỗ tay, nếu không vỗ tay thì mục tiêu quá rõ ràng sợ rằng bí thư thị ủy sẽ ghi hận. Tả viên chiêu không vỗ tay, những lời này của đỗ thiên giã chẳng khác nào là tát thẳng vào mặt y, y nếu như vỗ tay theo thì chẳng khác nào vứt bỏ sĩ diện của mình. Y đột nhiên ý thức được, mình đã hoàn toàn đứng đối lập với đỗ thiên giã rồi, muốn quay lại cũng không thể. chương 442, Thổ lộ Đỗ thiên giã không phải là có ý nhắm vào tả viên chiêu, nhưng gã phát hiện nhịp bước của mình và tả viên chiêu càng lúc càng không nhất trí, điều này đối với một ban lãnh đạo thị ủy mà nói thì không phải là chuyện tốt người ta đi chung một hướng sức dồn về một nơi thì mới có thể ngưng tụ được sức chiến đấu lớn nhất sự không phối hợp của tả viên chiêu đã ảnh hưởng tới sức chiến đấu của cả đoàn đội đỗ thiên giã đã hạ quyết tâm hoặc là tả viên chiêu theo sát bước chân của mình hoặc là sẽ bị đào thải khỏi tầng lớp lãnh đạo tình huống mà trương dương tới đông giang tìm hiểu không được lạc quan cho lắm mấy vị lãnh đạo của tỉnh lý hình nhưng nghiêng về nam tích hơn trước đây mấy thành thị lớn của phương nam luôn là trọng điểm phát triển của bình hải, tất nhiên cũng chính là trọng điểm được các lãnh đạo tỉnh quan chiếu. Giang Thành tuy là một tòa thành cổ, nhưng kinh thể của trong tỉnh lại không được xếp hạng cao. trong cuộc cạnh tranh lần này với Nam Thích lại mất đi tiên cơ, Đỗ Thiên Giã cũng có chút hối hận. Lúc trước không nên để Tả Viên chiêu đi làm chuyện này, nhưng chuyện đã phát triển tới cục diện hiện tại, tỉnh lý cũng chưa đưa ra quyết định sau cùng, chứng tỏ Giang Thành vẫn còn có chút hy vọng sau cuộc họp đỗ thiên giã mời phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ tới văn phòng của mình trước khi lý trường vũ tới văn phòng của gã đã đoán được đỗ thiên giã có thể muốn mình gia nhập công tác sân bay mới lần này quả nhiên không ngoài sở liệu của y đỗ thiên giã nói đồng chí trường vũ tôi muốn anh lập tức tới đông giang một chuyên lý trường vũ nói bí thư đỗ không phải là trương dương đang ở đông giang rồi ư đỗ thiên giã nói bảo anh tới không phải là vì chuyện khác mà là vấn đề thái độ, sự thực chứng minh, trong cuộc cạnh tranh với Nam Tích chúng ta đã đi sau một bước, bất kể là sau cùng các lãnh đạo tình nghiêng về ai, chúng ta cũng phải nỗ lực, phải để cho các lãnh đạo cảm nhận được sự thành tín và thái độ của chúng ta. Lý Trường Vũ gật đầu, nói, Bí Thư Đỗ, anh yên tâm đi, anh đã giao chuyện này cho tôi, tôi sẽ nỗ lực đi làm, tranh thủ làm tốt chuyện này. Mạnh truyền Mỹ đối với chuỗi Phật Châu làm bằng gỗ trầm hương mà Trương Dương tặng thích đến nỗi không nỡ rời tay, bà ta nắm chặt Phật Châu, nói thằng bé Trương Dương này đúng là có lòng, Trấn Lương, anh sao không mời nó tới ăn cơm. Kiều Trấn Lương cười nói, cậu ta lần này tặng Phật Châu là có dụng ý, muốn xin chút ngân sách tài chính của tỉnh Lý, chi viện Giang Thành xây sân bay mới. Thằng cháu Kiều Bằng Phi ở bên cạnh nói, bác cả, tên Trương Dương này thích nhất là dở âm mưu thủ đoạn, bác ngàn vạn lần đừng bị mấy trò mèo này của hắn mê hoặc, hắn đây là dở trò bất chính, muốn tặng quà để hủ hóa bác. Kiều Mộng viện nhíu mày, nói: "Anh Tiểu Phi, không thể nói như vậy được, không phải là chỉ tặng một chuỗi Phật châu thôi ư? Có cần phải nói một cách nghiêm trọng như vậy không?" Kiều Trấn Lương cười ha ha, nói: "Không sao cả, Tiểu Phi nhắc nhở cũng đúng, cha sẽ cảnh giác một chút." Kiều bằng cử nói: "Cha, tình lý của cha rốt cuộc là có định luận chưa? Cảng nước sâu của Nam Tích hay là sân bay Giang Thành, cuối cùng cái nào mới là trọng điểm mà mấy người nâng đỡ?" Kiều Trấn Lương nghiêm mặt Nói cái mà con làm là sinh ý, quyết sách của tỉnh lý có liên quan gì tới con? Đừng có cả ngày nghĩ những trò bàng môn tà đạo này, thật thà làm kinh thương quan trọng hơn. Kiều Mộng Viện nói cha, thời gian cha ở Bình Hải đã không ngắn nữa rồi, đã hiểu rõ về hoàn cảnh chính trị và kinh tế của Bình Hải, chắc là có quyền phát ngôn, con cho rằng xây dựng sân bay mới không những đối quan trọng đối với sự phát triển tương lai của Giang Thành mà còn quan trọng với cả Bắc Bộ Bình Hải nữa. Đây là một cơ hội trọng yếu để làm bình hành kinh tế Bình Hải, con cho rằng tỉnh lý nên trọng điểm ủng hộ việc xây dựng sân bay của Giang Thành. Thời duy đặc biệt từ Bắc Kinh tới tặng qua sinh nhật cho mợ đương nhiên là cũng đứng ở phía Kiều Mộng viện, cô ta nói theo, đúng vậy, sân bay Giang Thành lạc hậu quá rồi, thành thị lớn như vậy lại chỉ có một cái sân bay nhỏ cũ kỹ, kể ra thì cũng xấu mặt, chị họ nói rất đúng, nên coi xây dựng sân bay là trọng điểm. Kiều Bằng Phi nói, em xen vào làm cái gì? Em thì hiểu gì chứ? Tên tiểu tử Trương Dương đó chẳng có bản sự gì cả, chỉ biết dùng miệng lưỡi ngon ngọt lừa con gái nhà người ta, bọn em cẩn thận không lại bị hắn lừa cho đó. Gã bởi vì có phản cảm đối với Trương Dương, cho nên lời nói có chút thiếu uy nghĩ, câu này không những đắc tội với Thời Duy mà còn đắc tội cả với Kiều Mộng Viện. Thời Duy là người nóng tính, lông mày dựng đứng nói: "Kiều Bằng Phi, anh nói ai đây? Anh đánh không lại người ta thì đi nói xấu sau lưng người ta." anh có bản sự thì quang minh chính đại đi khiêu chiếu với trương dương đi không có gan đó đúng không em sao lại có loại anh trai như anh nhỉ em thấy trương dương mạnh hơn anh cả trăm lần người ta ít nhất cũng dám làm dám nhận kiều bằng phi cũng tức giận rồi ở trước mặt nhiều người như vậy bị thời duy làm mất mặt gã gầm lên thời duy anh biết rằng em thích hắn bị trương dương mê hoặc đến nỗi không còn biết mình họ gì nữa thời duy cũng hét lên em thích hắn thì sao chứ ngại gì anh nhìn cái bộ dạng hèn nhát của anh kia, trừ ở sau lưng làm chuyện mờ ám ra thì chẳng biết làm gì khác, khiến cho người của Kiều già mất hết cả mặt mũi. Kiều bằng phi tức giận nói, mày, gã đứng bật dậy. Thời Duy không chút sợ hãi chừng mắt lườm lại, sao, muốn đánh em à, đánh đi. Kiều Trấn Lương vỗ mạnh lên bàn một cái, trầm giọng nói, ngồi xuống hết cho tôi. Quyền uy của y ở trong lòng bọn tiểu bối là không có gì phải nghi ngờ, Kiều bằng phi cắn chặt răng, bị Kiều Bằng Cử kéo ngồi xuống, Kiều Mộng Viện cũng kéo Thời Duy ngồi xuống. Mạnh truyền Mỹ thở dài, nói cái đám trẻ con các con, chỉ nói với nhau được mấy câu là bắt đầu cãi vã, đều là người một nhà mà làm cái gì thế. Cứ như là với kẻ thù vậy. Kiều Bằng Cử nói, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, các em từ xa tới không phải là chỉ vì muốn chọc cho mẹ anh giận chứ. Kiều Bằng Phi mặt đầy vẻ xấu hổ, nói, bác cả, bác gái, cháu sai rồi, Kiều mộng viện kéo kéo thời duy, thời duy lại ngẫn đầu lên, đứng dậy đặt gói quà xuống, em không sai, em cũng không muốn ngồi với anh ta nữa, chúc mợ sinh nhật vui vẻ, cháu ra ngoài hít thở không khí. Kiều Trấn Lương tức giận nói, làm gì thế, bác thử xem cháu có dám đi không nào. Thời duy ở sâu trong lòng vẫn sợ hãi ông cậu này, miệng lầm bầm, cháu không nói nói là muốn đi, cháu vào toilet không được à. Kiều Trấn Lương có chút dở khóc dở cười, y xua xua tay nói đi đi kiều mộng viện lo lắng thời duy dưới cơn giận lại bỏ chạy liền đi theo cô ta hai người sau khi ra khỏi cửa kiều trấn lương mới nói với kiều bằng phi tiểu phi thời duy là em gái cháu cháu nói năng cũng phải chú ý tới cảm thụ của nó chứ mạnh truyền mỹ nói đúng vậy con trai không đấu với con gái huống chi cô gái này còn là em gái cháu kiều bằng phi cũng cảm thấy biểu hiện của mình vừa rồi hơi nóng đỏ mặt nói bác cả bác gái, cháu sau này sẽ không phạm sai lầm này nữa, lát nữa cháu sẽ xin lỗi thời duy. Kiều bằng cử mỉm cười, nói thêm mới đúng chứ, chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì nên hòa thuận với nhau. Kiều mộng viện và thời duy từ toilet quay lại, vừa ngay gặp phải một người từ phía trước đi tới, người đó kinh hỉ nói kiều tiểu thư, trùng hợp quá. Kiều mộng viện ngây ra, lúc này mới nhận ra người đó không ngờ lại là Hà Trường An, cô ta mỉm cười, nói ông chủ hà ông cũng tới tể vân trai ăn cơm à hà trường an cười nói tôi một lòng hướng phật đã nhiều năm rồi kiều tiểu, tiểu thư tới một mình à kiều mộng viện nói khẽ tôi đang ăn cơm với người nhà hà trường an nói vừa rồi tôi nhìn thấy một bóng người rất giống bí thư kiều bởi vì cách quá xa nên tôi không tiện tới chào hỏi thì ra đúng là ông ấy nghi rất lịch sự tránh sang một bên các cô đi trước đi nói với bí thư kiều một tiếng lát nữa tôi sẽ tới kính rượu ông ấy kiều mộng viện quay về phòng vừa kể lại chuyện gặp hà trường an xong thì hà trường an đã gõ cửa vào kính rượu hà trường an và kiều trấn lương sớm đã quen nhau có điều giao tình giữa hai người không thâm hậu như y và văn quốc quyền hà trường an mỉm cười nói bí thư kiều kiều phu nhân không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở trong quán ăn chay cũng tính như là một loại duyên phận kiều trấn lương cười nói thì ra là ông chủ hà mau vào ngồi đi hà trường an nói không dám ngồi gia đình các ông tụ hội, tôi tới làm phiền đã là thất lễ rồi, vừa rồi tôi gặp lệnh Thiên Kim liền thấy có chút do dự, không tới thì là bất kính với bí thư Kiều, nhưng tới rồi thì lại làm phiền gia đình ông, cho nên tôi xin được kính một chén rồi đi ngay. Nói là kính rượu nhưng kỳ thực bọn họ đều uống trà, trong quán chay không cho phép uống rượu. Hai vợ chồng Kiều Trấn Lương đều tiếp nhận kính rượu của Hà Trường An, Hà Trường An cũng không ở lại lâu, sau khi kính họ xong liền cạn hai chén với mấy vị vãn bối sau đó cáo lui y cười nói tôi thật sự không biết hôm nay là sinh nhận của kiều phu nhân cũng không mang theo lễ vật gì thật sự là thất lễ quá ngày mai tôi tới phủ của bí thư kiều tặng một món quà để tỏ chút lòng thành kiều trấn lương cười nói không cần đâu tâm ý của ông chủ hà tôi nhận rồi hà trường an nói không sao mà tối mai tôi nhất định sẽ đăng môn bái hội nói xong y liền cáo từ kiều bằng cử đợi khi hà trường an đi rồi mới nói nghe nói là y muốn đầu tư vào sân bay mới của giang thành kiều trấn lương cười nói loại thương nhân có thực lực như thế nào muốn đầu tư vào bình hải thì chúng ta luôn hoan nghênh hơn nữa càng nhiều thì càng tốt bởi vì buổi tối có một tiết mục sen giữa biểu hiện của mạnh truyền mỹ không được vui vẻ cho lắm tiệc tối tiếp tục thêm được nửa tiếng thì bà ta đề nghị giải tán thời duy cũng đầy một bụng tức kéo kiều mộng viện ra ngoài chơi kiều trấn lương biểu hiện rất thoáng trong việc này con trai con gái đều lớn rồi Hoạt động và quan hệ qua lại bình thường y sẽ không can thiệp. Kiều Bằng Cử vốn định gọi cả mấy anh em ra ngoài chơi, thuận tiện giúp Kiều Bằng Phi và thời Duy giải khai khúc mắc, nhưng đợi sau khi đưa cha mẹ lên xe, phát hiện chỉ còn một bình Kiều Bằng Phi ngồi đợi ở cửa, Kiều Bằng Cử ngạc nhiên nói, hai đứa nó đâu rồi? Kiều Bằng Phi thở dài, nói thích đi đâu thì đi đó, em không quản được mà cũng chẳng dám quản. Kiều Bằng Cử vỗ vai em họ, nói, đừng tức giận, anh mời em đi uống rượu. Kiều Bằng Phi nói, tới Lam Ma Phương đi, Lương Thành Long hẹn em ở đó. Thời Duy và Kiều Mộng Viện buổi tối không ăn uống nhiều, đi dạo men theo Hồ Thanh Nhân, Thời Duy đột nhiên nói, em muốn ăn thịt, em muốn uống rượu. Kiều Mộng Viện cười nói, buổi tối ăn vẫn chưa đủ à. Thời Duy nói, nếu không phải là sinh nhật của mợ, em không bao giờ đi ăn đồ chay đâu, cũng không phải ăn vào một bụng hỏa khí như vậy. Kiều Mộng Viện nói, được, chị mời em đi ăn thịt, mời em uống rượu thời duy nói gọi cả trương dương đi thằng ôn đó tôi nay em chịu nhiều ủy khuất như vậy đều là vì hắn nên bắt hắn mời khách thời duy nghĩ gì thì lập tức làm ngay trương dương muộn như vậy rồi vẫn chưa ăn cơm vừa nghe thường lăng phong báo cáo việc liên quan tới sân bay giang thành xong đang chuẩn bị ra ngoài giải quyết vấn đề của cái bụng thì thời duy gọi điện thoại tới thời duy lớn tiếng nói trương dương anh ra đây cho tôi trương đại quan nhân bị cái giọng to của thời duy dọa cho run lẩy bẩy tôi nói này thời Duy, cô nửa đêm nửa hôm muốn dọa chết tôi à? Thời Duy nói, tôi và Chi họ đang đi dọc theo bờ hồ Thanh Nhân, tôi nay chúng tôi phải chịu ủy khuất, anh mau mời chúng tôi ăn cơm. Trương đại quan nhân bật cười, lý do này quá khiên cưỡng rồi, có điều trong ký ức của hắn thì thời Duy vốn không phải là người biết giảng đạo lý. Biểu hiện của thằng ôn này khá phối hợp, được, tôi mời, tôi mời. Có điều các cô tốt nhất tới dưới ánh đèn của quảng trường nhân dân mà đợi đi, đừng có đi trên đường. Thời Duy nói, vì sao? Trương Dương bảo, gần đây đang có chiến dịch càn quét tệ nạn, đừng để cảnh sát tưởng các cô là gái đứng đường rồi bắt đi. Thời Duy tức đến nỗi nổi cơn tam bành, mắng vào điện thoại, lưu manh. Trương Dương đã gác điện thoại rồi. Kiều Mộng Viện ở bên cạnh nghe mà chả hiểu gì, sao Thời Duy đang yên đang lành lại mắng Trương Dương là lưu manh. Thời Duy thở hổn hển kể lại những gì mà Trương Dương vừa nói, Kiều Mộng Viện cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi chửi, các miệng của hắn thật là ghê tởm. Trương Dương tới rất nhanh, bọn Kiều Mộng Viện tới quảng trường đợi chưa đến 10 phút thì Trương Dương đã lái xe tới trước mặt họ. Thời Duy Dơ nắm đấm về phía hắn, bộ dạng hưng sư hỏi tội, Trương Dương cười nói, đừng có thế, vừa gặp mặt đã động thủ thì làm tổn thương tới hòa khí quá, tôi vừa rồi nói vậy cũng chỉ là bởi vì quan tâm tới các cô thôi. Kiều Mộng Viện nói, xét biểu hiện của anh vừa rồi, tối nay phải bắt anh nhỏ máu, chúng tôi đã thương lượng rồi, muốn đi ăn cua bể. Trương Dương nói, cua bể à, giờ đâu phải là lúc cua béo nhất đâu. Thời Duy nói, giải vương thế ra, tối nay tôi muốn ăn thật sảng khoái. Trương Đại Quan Nhân nói, có cần phải báo thù như vậy, thứ đó ăn nhiều đầy bụng đấy, lãng phí tiền của tôi thì không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng làm lãng phí sức khỏe của mình. Kiều Mộng Viện và Thời Duy nhìn nhau, cười khúc khích, nói, sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Thế là Trương Dương dẫn hai vị Mỹ nữ một lòng muốn báo thù rửa hận tới giải vương thế gia, thời duy mở miệng gọi ba cân cua, nửa cân toàn mẫu, Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ hôm nay may mà mang theo thẻ tín dụng, nếu không chỉ dựa vào tiền mặt trong túi thôi thì không đủ. Tới đây không thể chỉ căn cua, Kiều Mộng Viện lại gọi thêm 6 món ăn đặc sắc, thời duy gọi một bình ngũ lương dịch 30 năm, rượu ở những nơi như thế này thì giá cực đắt, Trương Dương tính toán sơ bộ, bữa ăn tối nay kiểu gì cũng phải mất 3.000 đồng. Trương đại quan nhân lắc đầu, nói, xa xỉ quá, các cô đều là hồng nhị đại, hồng tam đại, tôi không thể để bị giai cấp tư sản làm hủ hóa tư tưởng được. Thời Duy mỉm cười bảo nhân viên phục vụ mở rượu, tử lượng của cô ta không tốt, uống chút là say, cho nên cô ta và Kiều Mộng Viện chỉ rót một chén nhỏ, bình rượu còn lại thì đặt ở trước mặt Trương Dương. Thời Duy nói, hôm nay chúng tôi phụ trách ăn, anh phụ trách uống. Trương Dương nói, còn chưa nói với tôi rốt cuộc là cô phải chịu ủy khuất gì đừng tùy tiện tìm một lý do để nhận được sự đồng tinh của tôi giáp tâm lừa tôi để được ăn cua bể cua đã được mang lên thời duy nói lười chẳng buồn giải thích cho anh đợi chúng tôi ăn no có sức rồi hãng tính kiều mộng viện gắp một con cua to cho trương dương nói con lớn nhất cho anh trương đại quan nhân thản nhiên tiếp nhận khi thời duy và kiều mộng viện vung đũa tới tấp phát hiện trương dương đang khều khều tám cái càng của con cua Thời Duy bực bội nói, anh không ăn đi, khều bốn cái càng làm gì. Trương Dương nói, tôi bẻ ra xem nó là cái hay là được. Câu này khiến cho Thời Duy và Kiều Mộng Viện đỏ mặt, Kiều Mộng Viện cắn chặt môi, mắng một câu rất hiếm khi thấy cô ta nói, lưu manh thành tính. Thời Duy cũng chêm thêm một câu, không có văn hóa, cua được hay cái chỉ cần nhìn cái bụng là biết, anh tưởng rằng giống như người à. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười khom lưng xuống, Thời Duy lúc này mới biết là chúng bẫy của hắn, tức đến nỗi đứng bật dậy, dùng bàn tay dính đẩy gạch cua đấm mạnh vào lưng Trương Dương, Kiều Mộng Viện cũng bồi thêm hai quyền, thằng ôn này thật là đáng ghét, biến cách để trêu họ. Kiều Mộng Viện và Thời Duy có một nhận thức chung, cho dù là trong lòng có phiền não gì, sau khi gặp Trương Dương là bay sạch. Thời Duy tuy không phải là kín tiếng, nhưng vẫn không nói ra chuyện tối nay, dẫu sao thì cô ta cũng không muốn mâu thuẫn giữa anh họ và Trương Dương càng lúc càng sâu trương dương lờ mở đoán ra được trên bữa tiệc gia đình của kiều ra tối nay có thể phát sinh sự có có điều là chuyện nhà của người ta hắn cũng không tiện hỏi nhiệm vụ của hắn chính là tiếp đãi hai vị đại tiểu thư này cho tốt trương dương hỏi kiều mộng viện mộng viện bí thư kiều nói sao hắn gần đây đã thay đổi cách xưng hô kiều mộng viện tuy cảm giác hắn xưng hô như vậy có chút quá thân thiết có điều cũng không có ý phản đối nghe lâu cũng thành quen kiều mộng viện nói cha tôi không tỏ thái độ gì cả Trương Dương nói cũng chính là nói không có hy vọng rồi. Kiều Mộng Viện bảo, không tỏ thái độ chưa chắc đã là không có hy vọng, cảng nước sâu và sân bay đều là trọng điểm phát triển tương lai của Bình Hải, nhìn ý tứ của ông thì muốn kiêm cả hai cái. Trương Dương nói, thị lý ép chuyện sân bay mới lên đầu tôi, tháng 10 là đặt móng khởi công rồi, tới hiện tại khoản đầu tư vẫn chưa có. Kiều Mộng Viện mỉm cười, nói anh vừa nói làm tôi nhớ tới một chuyện, tối nay lúc ăn cơm chúng tôi gặp Hà Trường An đấy trương dương ngây ra hà trường an ư kiều mộng viện gật đầu trương dương nói người này tâm cơ quá sâu chỉ sợ các cô gặp y không phải là ngẫu nhiên đâu kiều mộng viện nói tôi cũng cho rằng như vậy có điều tài lực của y trong những thương nhân ở quốc nội là số một số hai vì sao giang thành không tiếp nhận sự đầu tư của y trương dương nói ỷ trong tay có vài đồng tiền không ngờ lại muốn ép chính phủ tiền của loại người này có nhiều hơn nữa chúng tôi cũng không muốn dùng kiều mộng viện nói tôi nghe nói tinh toản cũng có ý đầu tư với các anh trương dương nói có ý có điều tới giờ vẫn chưa có kế hoạch đầu tư cụ thể thời duy không nhịn được liền oán trách hai người có phiền không vừa gặp mặt lại bàn công việc một chút tình thú của cuộc sống cũng không có trương dương nói cô cũng có tình thú cuộc sống nhỉ ăn cua có sướng không thời duy trừng mắt lườm hắn không phải chỉ ăn có mấy con cua thôi ư nhìn bộ dạng của anh kia, trong lòng nhỏ máu đúng không? Cô ta chủ động nâng chén, nói, nào, tôi uống một chén với anh. Trương Dương nói, cô được không đó? Thời Duy nói, một chén thì không có vấn đề gì. Người ta say đều là phát sinh trong bất chi bất giác, khi Thời Duy ý thức được mình muốn nhiều rồi, muốn thay đổi thì đã không kịp, cô ta mơ mơ màng màng dựa lên người Kiều Mộng Việt chị, em uống say rồi. Kiều Mộng Viện ôm Thời Duy, không khỏi trách cứ nhìn Trương Dương một cái, đã bảo là nó không thể uống nhiều rồi, anh chúc nó say làm cái gì? Trương Đại Quan nhân mặt mày vô tội, nói tôi nào có chuốc cô ta, là cô ta tự mình uống nhiều đấy chứ. Thời Duy chỉ vào Trương Dương, trên mặt đầy nét cười cổ quái. Trương Đại Quan nhân có chút dựng tóc gáy, nói tôi bảo này Thời Duy, cô đừng có cười như vậy, tôi nhìn mà hãi lắm. Thời Duy nói, Trương Dương, anh là đồ xấu xa trương đại quan nhân mặt đầy vẻ xấu hổ cô uống nhiều rồi thời duy nói anh mượn cớ cứ cứu tôi cởi quần áo của tôi ra những gì ở trên người tôi anh nhìn thấy hết cả rồi ra mặt trương dương có dày hơn nữa thì cũng cảm thấy không tiêu hóa nổi ho khan nói thật sự là uống nhiều rồi chúng ta đưa cô ấy về hôi kiều mộng viện mặt cũng đỏ bừng thời duy cũng thật là say rồi thì lời gì cũng nói ra được lúc trương dương thanh toán hai người đỡ thời duy ra cửa lúc kiều mộng viện giơ tay bắt xe thời duy mềm oạt dựa lên người trương dương chán dựa vào đầu vai hắn đột nhiên bật khóc trương dương nói đang yên đang lành sao cô lại khóc thời duy quay người lại giang tay ra ôm trương dương trương đại quan nhân xấu hổ quá hắn nhìn kiều mộng viện kiều mộng viện lại quay mặt sang một bên coi như là không nhìn thấy trương đại quan nhân cười khổ nói thời duy có gì thì cứ nói đi đừng như vậy ở nơi công cộng như thế này người ta không biết còn cho rằng tôi làm gì cô nữa thời duy thút thiết nói tôi vì sao lại thích anh thích cái thứ xấu xa như anh chứ cô ta vừa nói vừa khóc trương đại quan nhân ngây ra hắn đối với thời duy trước giờ không có ý đồ gì hào cảm thì có nhưng chưa từng nghĩ sâu hơn cô gái xinh đẹp như vậy lại chủ động tỏ tình với mình trương dương thật sự là không biết nói gì thầm nghĩ lão tử hà đức hà năng nhiều mỹ như vậy tranh nhau lao vào lòng mình ngoãn ngọc ôn hương ôm vào trong lòng Cảm giác này thật là tốt, cặp ngực cao vút của thời Duy ép lên người hắn, khảo nghiệm sức khống chế của Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương vẫn còn lý trí, dẫu sao thì Kiều Mộng Viện cũng ở bên cạnh, tuy là quay người lại, nhưng sự chú ý vẫn đặt ở chỗ họ. Trương Đại Quan Nhân khuyên, cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô về nhà. Thời Duy ôm càng chặt hơn, tôi không uống nhiều, tôi thích anh, tôi chính là thích anh. À, Trương Đại Quan Nhân nhìn Kiều Mộng Viện với ánh mắt cầu trợ. Kiều Mộng Viện cuối cùng cũng bước tới, nắm lấy cánh tay của Thời Duy, nói Thời Duy, xe tới rồi. Thời Duy mơ mơ hồ hồ, nhất quyết không chịu buông tay, hai tay Trương Dương cứng đơ ra đó, hắn thật sự không biết nên đặt ở đâu. Dưới sự giúp đỡ của Kiều Mộng Viện, khó khăn lắm mới lừa được Thời Duy lên xe, Thời Duy sau khi lên xe liền ngủ thiếp đi, hai cánh tay ôm chặt cổ Trương Dương, giống như là ôm bảo bối vậy, Trương Đại Quan Nhân xấu hổ vô cùng. May mà vẻ mặt của Kiều Mộng viện trông vẫn rất bình tĩnh, cô ta nói khẽ Thời Duy uống nhiều rồi, anh ngàn vạn lần đừng để tâm nhé. Trương Dương cười nói, không đâu, chúng tôi là bạn bè mà. Nhìn khuôn mặt của Thời Duy, Trương Đại Quan Nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái, không ngờ cô bé lúc nào cũng cái cọ với mình lại một mực thích mình, cảm giác được người ta thích vẫn rất không tồi, Trương Dương ý thức được tim mình rất mềm, sự tỏ tình của Thời Duy khiến hắn cảm động trương dương đưa thời duy tới trụ sở ra thuộc tỉnh ủy đến cửa thì hắn xuống xe dẫu sao cũng phải chú ý tới ảnh hưởng lúc xuống xe hắn cười cười với kiều mộng viện ngày mai tôi tới tĩnh hải tham gia lễ tốt nghiệp chuyện sân bay phiền cô ở trước mặt bí thư kiều nói giúp tôi vài câu vậy kiều mộng viện cười nói yên tâm đi chuyện này tôi sẽ chú ý giúp anh trương dương vẫy vẫy tay nhìn chiếc xe taxi lái vào trụ sở lúc này mới quay người bước đi sự thổ lộ của thời Duy sau khi say rượu không những khiến Trương Dương nhận thức được tình cảm của cô ta đối với mình, cũng khiến Trương Dương hiểu được một chuyện, hắn đối với Kiều Mộng Viện đã nảy sinh một tình cảm vi diệu. Lúc ban đầu, hắn coi Kiều Mộng Viện là một thủ đoạn để báo thủ hứa ra dũng, nhưng về sau hắn dần dần quên đi ý nghĩ này, hắn phát hiện trên người Kiều Mộng Viện quả thật có rất nhiều chỗ đáng yêu. Trương đại quan nhân đối với luật hôn nhân của thời đại này căm ghét tới tận xương tủy, người giỏi thì lắm việc, Rõ ràng là yêu nhau thì vì sao phải xa cách, thằng Ôn này đã hạ quyết tâm, thay đổi thì phải làm từ chính mình. Kiều Mộng viện đi tới cửa nhà thì đỡ Thời Duy xuống xe, người nhà đều bị đống tính của họ làm kinh động, Kiều Bằng Cử và Kiều Bằng Phi đi ra, hai người cũng vừa về tới nhà, Kiều Bằng Phi phóng Thời Duy lên, Kiều Trấn Lương nhìn Thời Duy đã say mềm, không khỏi nhíu mày nói, hai đứa các con chạy đi đâu chơi thế? Thời Duy ôm cổ Kiều Bằng Phi, còn cho rằng là Trương Dương đang cõng mình, nói Trương Dương Em thích anh." Vẻ mặt của cả nhà lập tức biến thành có chút xấu hổ. Kiều Bằng Phi nói, "Anh không phải là Trương Dương, anh là anh của em." Kiều Mộng Viện tất nhiên là không thể che giấu được nữa, nói khẽ Trương Dương mời bọn con đi ăn cua bể, thời duy vui quá nên uống nhiều. Kiều Trấn Lương thở dài, quay lại sa lông ngồi xuống, ánh mắt dịch chuyển lên tivi. Kiều Bằng cử đánh mắt ra hiệu cho em gái, mấy người bọn họ đưa Thời Duy vào phòng năm hai anh em kiều bằng cử đi ra ban công kiều bằng cử ý vị thâm trường nói bữa ăn này vui vẻ quá nhỉ kiều mộng viện nói thời duy uống nhiều rồi nói lung tung bọn anh đừng coi là thật kiều bằng cử cười nói có phải là thật hay không thì anh nghe ra mà gã bước lên trước một bước hai tay vịn vào lan can của ban công nói khẽ tình cảm là một thứ rất nguy hiểm kiều mộng viện nói sợ nguy hiểm thì phương pháp tốt nhất là đừng dính vào nó Kiều Bằng Cử nói, con người ta luôn sẽ cảm thấy hứng thú đối với những sự vật mới mẻ, tình cảm cũng vậy, ở với nhau lâu, tình cảm sẽ phai mở đi, biến thành bình đạm như nước. Kiều Mộng Viện nói, ngấm kỹ lại, anh sẽ phát hiện đây không phải là tình cảm phai nhạt đi, mà là đề thăng trên cảnh giới, tình cảm tới càng mau thì hết sẽ càng nhanh, bình đạm như nước mới là vĩnh viễn trường tồn. Kiều Bằng Cử cười ha ha, nói, Mộng Viện, em càng lúc càng giống một nhà triết học đó kiều mộng viện nhìn bầu trời đêm mờ mịt không một ánh sao nói kỳ thực trên tình cảm em cũng chẳng có quyền phát ngôn chuyện tình cảm của bản thân em cũng dối tinh dối mù kiều bằng cử nói khẽ anh gặp hứa gia dũng rồi kiều mộng viện trong lòng run lên cô ta một mức né tránh cái tên này nhưng ba chữ hứa gia dũng lại lưu lại một vết tích không thể xóa nhòa ở Di lòng cô ta kiều mộng viện nói khẽ em cơ hồ đã quên mất người này rồi cơ hồ quên chính là vẫn chưa quên Kiều Bằng Cử nói, gã gia nhập tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore, hiện tại là trợ lý của chủ tịch, tập đoàn Tinh Nguyệt có ý muốn đầu tư vào hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích, hiện tại kế hoạch đầu tư do gã toàn quyền phụ trách. Kiều Mộng Viện gật đầu. Kiều Bằng Cử lại nói, anh một mực do dự không biết có nên nói lại chuyện này cho em không, nhưng hiện tại anh cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói cho em biết, em vẫn còn quan tâm tới gã chứ. Kiều Mộng Viện gật đầu, nói khẽ, nhưng không quan tâm như trong tưởng tượng. Ngay cả bản thân em cũng cảm thấy kỳ quái. Kiều Bằng cử cười nói, bất kể là em lựa chọn như thế nào, người làm anh như anh cũng sẽ đứng ở phía em. Tống Hoài Minh vừa đi làm thì nhận được một bức thư, mở bức thư ra, bên trong là một tấm ảnh, toàn bộ là ảnh chung của Trương Dương và nữ hài tử, Tống Hoài Minh nhận ra nữ hài tử ở trong ảnh là Kiều Mộng Viện, con gái của Kiều Trấn Lương và Thời Duy, cháu gái của y. Khi nhìn thấy bức ảnh Thời Duy ôm Trương Dương, sắc mặt lập tức thay đổi môi mấp máy, hai tay nắm chặt lại. Nắm đấm của y gõ lên bàn mấy cái, cuối cùng cũng vẫn khống chế tình tự của mình rất tốt, cất ảnh đi. Sự phong lưu của Trương Dương, Tống Hoài Minh sớm đã nghe nói tới, nhưng một mực không tra ra chứng cứ, sự xuất hiện của những tấm ảnh này đã chứng minh lời đồn không phải là giả. Trong đời Tống Hoài Minh yêu quý con gái của mình nhất, y tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận để con gái mình phải chịu ủy khuất, nhưng yên nhiên bởi vì cái chết của người mẹ mà xa lánh người làm cha như y tới giờ quan hệ giữa hai cha con vẫn chưa được cải thiện nhiều, chuyện này mình không thích hợp nói cho nó." Tống Hoài Minh chậm rãi cất ảnh đi, có lẽ đến lúc nói chuyện nghiêm túc với con gái rồi. Chương 443: Thiếu nợ thì trả tiền. Trên đường tới Tĩnh Hải, trời đổ mưa to, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị tuyến của người lái xe, Trương Dương gọi điện thoại cho Tần Thanh, Tần Thanh đã tới rồi, cô ta quan tâm nhắc nhở Trương Dương, bên ngoài mưa lớn lắm, anh lái xe chậm thôi. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, anh lái chậm mà, sáng hôm nay là có thể tới địa phương. Tần Thanh cười khẽ, nói em ở khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên, phòng 1826. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nóng bừng lên, nghĩ tới sự phong tình của Phó Thị Trường Tần ở trên giường, mỗi một bộ vị của thân thể lại không chịu khống chế mà hiển sơn lộ thủy. Trương Dương nói, tắm rửa cởi hết quần áo ra nằm đợi anh nhé. Tần Thanh cười yêu kiều, nói, đã chuẩn bị xong rồi đang nằm trong chăn đợi anh đây. Trương đại quan nhân rất vô sỉ nói một câu, anh cứng lắm đấy. Tần thanh xấu hổ bảo, em chả sợ. Trương đại quan nhân kích động, không nhìn thấy hòn đá ở phía trước, bánh xe ép lên một cái, dầm một tiếng nổ lốp. Tần thanh cũng nghe thấy động tính, giật nảy mình, vội vàng quan tâm hỏi xem trương dương có sao không. Trương đại quan nhân cười khổ, nói, không có gì, vui quá hóa buồn, nổ lốp rồi, chỉ sợ là phải tới muộn hơn. Tần Thanh nói, an tâm lái xe đi, đừng gọi điện thoại nữa. Trương Dương đỗ xe ở ven đường, tạm thời cắt đứt ý dâm với Tần Thanh, đội mưa chui xuống dưới xe thay lốp, mưa to nháy mắt đã hắt cho Trương Đại Quan nhân ướt như chuột lột, nhân sinh ơi, thật sự là con mẹ nó đầy chắc trở. Lên đường trở lại, lúc tới khách sạn Di Thượng Dương Hoa Viên thì đã là trưa rồi, thằng ôn này giống như một con chuột lột xuất hiện ở trước mặt Tần Thanh. Tần Thanh vừa tắm rửa xong, mặc áo khoác tắm màu trắng, nhìn hắn với ánh mắt nhu mì, trương đại quan nhân lật tay đóng cửa phòng ôm thân hình thơm tho của phó thị trưởng tần vào trong lòng tần thanh yêu kiều cười nói đáng ghét làm em ướt hết rồi trương đại quan nhân nói để anh sờ thử xem có ướt thật không tần thanh xấu hổ cắn vào ngực hắn một cái nói năng bậy bạ a à, sự lãng mạn của ngày mưa chỉ có đôi uyên ương đang yêu nhau thắm thiết mới có thể thể hội được có lẽ là vì trời mưa cho nên biểu hiện của phó thị trưởng tần đặc biệt phối hợp trương đại quan nhân dũng mãnh như cũ nằm trên tấm lưng trắng nõn của tần thanh hôn nhẹ lên bờ vai cô ta một cái nói anh sắp bị em khiến cho yêu chết rồi đôi chân thon dài của tần thanh móc ra sau quấn lấy hai chân của trương dương nói lời nói của anh không tin được trương dương cười nói em đây là đang hoài nghi nhân phẩm của anh tần thanh quay mặt lại trương dương nhân cơ hội hôn lên môi cô ta một cái tần thanh cười nói buổi chiều còn phải tham gia lễ tốt nghiệp còn không rời khỏi giường thì sợ là sẽ muộn đấy. Trương Dương gật đầu, lúc này mới quyến luyến không nỡ rời xa bò dậy khỏi người Tần Thanh, lúc hắn vào phòng tắm đang tắm rửa thì Tần Thanh vội vã chạy vào. Trương Đại Quan Nhân cười nói, muốn cùng anh tắm huyên ương à. Hoan nghênh, Tần Thanh đỏ mặt cúi người xuống, gắt, đều là tại anh đấy, chảy ra rồi. Sau khi Phó Thị trưởng Trương và Phó Thị trưởng Tần hưởng thụ tắm huyên ương xong, cả hai đều áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, hai người cũng một trước một sau tiến vào, tần thanh sau khi trải qua sự tưới tắm của Trương Dương, mặt phất hồng, ánh mắt hàm xuân, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, nhìn thấy trong đại sảnh không có người quen, tần thanh mới bước nhanh, nói nhỏ với Trương Dương, em lái xe của mình tới. Trương Dương mỉm cười gật đầu, lăn lộn trong thể chế cũng có chỗ không tiện của lăn lộn trong thể chế, tình cảm của hắn và Tần Thanh luôn phải lén lén lút lút, cả ngày không được nhìn thấy ánh sáng. Có điều lén lút cũng có chỗ thú vị của lén lút, mỗi lần gặp nhau ân ái đều khiến bọn họ hồi vị vô cùng. Sau khi Tần Thanh đi, Trương Dương cũng lấy xe lái tới sở chiêu đãi chính phủ thành phố. Tần Thanh tới rồi, Trương Dương tới muộn hơn cô ta, trở thành một trong những người tới muộn nhất vào tối hôm đó. Tới cửa của sở chiêu đãi, cửa tự động hỏng, xe không lái vào được, Trương Dương đành đỗ xe ở bên ngoài, đang chuẩn bị đi bộ vào hội trường thì nghe thấy phía sau có người gọi hắn, ê, anh đứng lại cho tôi. Trương đại quan nhân ngây ra, quay người lại, nhìn thấy một phụ nữ trung niên khí thế hùng hổ bước về phía hắn. Trương Dương lập tức nhận ra người phụ nữ trung niên này là người lần trước giúp hắn đánh khổng nguyên để chúc giận, nói ra thì mình vẫn còn thiếu người ta một vạn năm ngàn đồng. Trương Dương mỉm cười bước lên, chào chị hai. Phụ nữ trung niên đó nói, chào cái rắm, tiền mà cậu nợ tôi đâu khiến tôi đợi uổng công cả ngày trời trương dương xấu hổ nói chị hai em quên thật xin lỗi chị phụ nữ trung niên đó bảo nói lắm tiền đâu trương dương sợ bị người khác nhìn thấy nói khẽ em đưa em đưa chúng ta tìm nơi khác đi phụ nữ trung niên đó nói không được ở ngay đây cơ trương dương bất lực gặp phải nữ đồng chí trung niên cường hãn như thế này hắn thật sự là không có biện pháp nào khác hắn rút ví ra bên trong có tổng cộng 2.300 đồng, thẻ ngân hàng cũng có mấy cái, Trương Dương đưa 2.300 ra. Phụ nữ trung niên đó nhận tiền, đếm lại, sau đó nói còn thiếu 9.000. Bà ta tính toán rất rõ ràng. Trương Dương dở khóc dở cười nói, chị hai, trên người em không có nhiều tiền mặt như vậy, hay là đợi em học xong, chúng ta hẹn ở một nơi, em đưa nốt chỗ còn lại cho chị. Phụ nữ trung niên đó trợn mắt lên, cậu tưởng tôi là trẻ con lên ba hà. À? Bộ dạng đầu dầu má phấn như cậu thật đúng chẳng phải là hạng thật thà gì. Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà lừa tôi. Hôm nay cậu không trả nốt chỗ tiền thiếu tôi. Tôi sẽ nói ra chuyện của cậu để tất cả mọi người đều biết chuyện tốt mà cậu đã làm đấy. Động tính của bọn họ khiến người xung quanh chú ý. Trương Dương hiểu rằng hôm nay khó mà giải quyết được rồi. Vội vàng cầu xin, chị hai, chị hai chị đừng có hét lên như vậy. Lên xe đi, lên xe đi, chị theo em đi lấy tiền. Trương Đại Quan Nhân thật thà dẫn vị phụ nữ trung niên cường hãn này tới ngân hàng ở gần đó, lấy đúng 9 không thiếu một đồng giao cho bà ta. Phụ nữ trung niên lấy được chỗ tiền này, vui đến nỗi mặt như nở hoa, bà ta có năm mơ cũng không ngờ tiền thì ra lại dễ kiếm như vậy. Trương Dương vì việc này nên khi tới hiện trường lễ tốt nghiệp thì người ta sắp kết thúc đến nơi rồi. Phó thị trưởng tính Hải Vương Quảng Chính thấy Trương Dương tới, vội vàng ra đón, nói thị trưởng Trương, anh sao giờ mới tới? trương dương nhìn lên đài chủ tịch hôm nay tới tham gia lễ tốt nghiệp có thị trưởng nam tích hạ bá đạt còn có mấy người của bộ tuyên truyền trương dương nói giấy tốt nghiệp của tôi đâu vương quảng chính đưa giấy tốt nghiệp cho hắn hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt dương nhiên tiếng vỗ tay này không phải là dành cho trương dương trương dương tới chỗ ngồi phía sau tần thanh rồi ngồi xuống tần thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái trong lòng cũng lấy làm lạ hắn và mình một trước một sau tới mà sao lại tới muộn như vậy mông của Trương Dương ngồi còn chưa ấm chỗ thì lễ tốt nghiệp đã kết thúc, tất cả thành viên đều ra ngoài chụp ảnh chung, hạ bá đạt ngồi ở giữa, Trương Dương đứng ở hàng cuối cùng. Sau khi chụp ảnh xong, hạ bá đạt chủ động vẫy tay với Trương Dương, Tiểu Trương. Trương Dương cười ha ha đi tới, thị trường hạ, bài phát biểu của ngài đặc sắc quá. Hạ bá đạt cười nói, lúc tôi phát biểu cậu còn chưa vào cửa, thằng nhóc cậu cũng dối trá lắm. Trương Dương cười cười xấu hổ, Hạ bá đạt nói, nghe nói hạng mục sân bay mới của Giang Thành là do cậu phụ trách, đúng là hậu sinh khảo ý. Trương Dương nói, là lãnh đạo không châu bắt chó đi cầy thôi, tôi không muốn tiếp nhận việc này, nhưng người ta nói, ta không vào địa ngục thì ai vào. Hạ bá đạt cười ha ha, y gật đầu bảo, đảng viên chúng ta vốn nên càng gian nan thì càng phải tiến lên trước, hiện tại chủ lực cải cách mở cửa là những cán bộ trẻ tuổi các cậu, cậu không xông lên tuyến đầu, chẳng lẽ lại hy vọng vào đám già cả chúng tôi à? trương dương cười nói thị trưởng hạ ngài chưa già đâu sĩ độ sán lạn của ngài vừa mới bắt đầu tôi gần đây luôn suy nghĩ xem nên xu nịnh ngài thế nào đây hạ bá đạt có chút kỳ quái nói xu nịnh tôi làm cái gì trương dương nói tôi cảm thấy sau này ngài nhất định sẽ không ngừng lên cao qua mấy năm thì thành tỉnh trưởng hạ bí thư hạ rồi hạ bá đạt đương nhiên có thể nghe ra là thằng ôn này đang cố nịnh hót mình với tuổi này của mình trong những năm còn sống muốn hoàn thành một lần thăng cấp cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng đối với quan viên mà nói, không có lời chúc nào thuận tai hơn là được thăng quan. Hạ bá đạt cười nói thiên xuyên vạn xuyên, mã thì bất xuyên, biết rõ là cậu vỗ mông ngựa, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất thoải mái. Trương Dương à Trương Dương, cái miệng của cậu càng lúc càng khéo. Phó thị trưởng tính Hải Vương Quảng Chính đang bận phát kỷ niệm phẩm cho các học viên, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền tính Hai Vinh Trường trí kéo y sang một bên, ghé vào tai y nói mấy câu. Vương Quảng Chính biến sắc, nói thật ư. Vinh Trường Chí nói, chính xác trăm phần trăm, rất nhiều người đều nhìn thấy, hắn đưa cho bà đó không ít tiền, mà bà đó chính là người thường tới đây thu giác, cũng chính là người lần trước tát bộ trưởng không. Vương Quảng Chính tuy hoài nghi là Trương Dương, có điều bởi vì một mực không có chứng cứ, cho nên cũng không thể khẳng định. Hôm nay đã chứng minh Trương Dương là kẻ đầu sỏ sắp đặt việc ở trước mắt mọi người lừa bộ trưởng bộ tổ chức khổng nguyên, Vương Quảng Chính không khỏi than thầm, gan của thằng ôn này đúng là lớn thật, ngay cả Khổng Nguyên mà cũng dám động vào, chuyện này nếu được truyền tới tai Khổng Nguyên, sĩ đồ của hắn sau này chỉ sợ là xong rồi. Vinh Trường Chí nói, chuyện này có cần. Vương Quảng Chính có chút trột dạ nhìn về phía Trương Dương ở đằng xa, kinh lịch lần trước khiến y thể hội được cái tai đặc biệt thính của Trương Dương một cách sâu sắc, cho tới hiện tại chuyện đó vẫn lưu lại một ám ảnh nghiêm trọng ở trong lòng Vương Quảng Chính. Y lắc đầu, nói chuyện đã qua lâu rồi. Bỏ đi. Vinh Trường Trí có chút thất vọng nhìn Vương Quảng Chính, Vương Quảng Chính thở dài, nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta tốt nhất đừng có quản làm cái gì. Trương Dương cầm túi công văn vừa được phát tới bên cạnh Tần Thanh, nói nhỏ, tối nay sẽ có tiệc. Tần Thanh nói, em không ăn đâu, chúng ta đi ăn hải sản đi. Trương Dương cười ha ha gật đầu, vừa định lên tiếng thì huyện trưởng huyện Tu Văn Dương Hải Lượng đi tới. Dương Hải Lương rất thân thiết bá vai Trương Dương, nói, bạn học, lần này chia tay không biết đến lúc nào mới có thể gặp mặt, tối hôm nay chúng ta phải không say không về. Trương Dương cười nói, thật sự rất xin lỗi, tối nay tôi phải về Đông Giang rồi, có chuyện gấp phải làm. Dương Hải Lượng mặt mày thất vọng, nói ăn xong rồi hắn đi. Trương Dương nói, tôi cũng muốn lắm, nhưng công tác lại không thể chậm trễ được, hạng mục sân bay mới gấp lắm rồi, gần đây luôn phải bàn vấn để đầu tư, nếu tối nay không đi, nhà đầu tư chạy mất, tôi biết đi đâu mua thuốc hối hận đây. Dương Hải lượng gật đầu, nói công tác quan trọng hơn. Gã nhìn xung quanh, kéo Trương Dương tới một góc vắng, nói khẽ tôi mang tới cho cậu ít đặc sản địa phương, lát nữa đưa lên xe cậu nhé. Thằng cha này biết quan hệ giữa Trương Dương và phu nhân phó thủ tướng Văn La Tuệ Ninh, cho nên một lòng muốn trèo kéo quan hệ với Trương Dương. Trương Dương cười nói, khách khí thế, Dương Hải Lượng nói khẽ chút quà nhỏ thôi mà, để lưu lại kỷ niệm. Trương Dương chỉ có thể gắng gượng gật đầu, Dương Hải Lượng nói xong, nửa tiếng sau trực tiếp đưa đồ lên xe Trương Dương. Sau khi Dương Hải Lượng đi, Trương Dương quay lại bên cạnh Tần Thanh, Tần Thanh nói khẽ em đi trước đây, về khách sạn đợi anh. Trương Đại Quan Nhân mặt mày hí hửng, Tần Thanh nhìn thấy nụ cười xấu trên mặt hắn, nhớ tới tình cảnh triền miên vừa rồi, mặt không khỏi đỏ lên, sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ liền vội vàng bỏ đi. Trương Dương tạm biệt mấy bạn học quen mặt ở hiện trường, lại cầm một phần sổ liên lạc, sau này đi lại với nhau cũng tiện hơn, thông qua lần này, quen biết được một đám cán bộ cấp thính cục, ít nhất thì ở Bình Hải cũng mở rộng được mạng lưới quan hệ. Ăn chiếu theo thời gian hẹn với Dương Hải Lượng, Trương Dương đến trước xe pick up của hắn đúng giờ, xe bánh mì của Dương Hải Lượng đã dừng ở bên cạnh xe paka của hắn, nhìn thấy Trương Dương tới, gã mỉm cười chạy ra đón, ngó nghiêng xung quanh, xác nhận là không có ai mới đưa một cái hộp cho Trương Dương, nói với vẻ thần bí, khi nào về thì hãng mở ra xem nhé. Trương Dương gật đầu, nhận lấy cái hộp, chỉ cảm thấy vào tay thì nặng nặng, thầm nghĩ không phải là gã tặng vàng thỏi cho mình chứ. Nhưng người ta đã nói là về nhà hãng mở ra xem, cũng chỉ đành nén lòng hiếu kỳ lại mà thôi. Dương Hải Lượng cũng không ở lại lâu, sau khi tặng qua xong liền quay người bước đi. Lúc Trương Dương khởi động xe pick up chuẩn bị đi thì nhìn thấy phó thị trưởng tính hai vương quảng chính đang vừa bước tới vừa vẫy tay với hắn. Trương Dương dừng xe lại cạnh y, kéo cửa sổ xuống, nói thị trưởng vương có gì chỉ giáo. Vương Quảng Chính đưa một tấm thẻ ưu đãi cho hắn, mỉm cười nói, có rảnh thì tới nhà máy đồ khảm trai một chuyến, tôi chuẩn bị một phần lễ vật cho cậu rồi. Trương Dương cười cười, thằng ôn này sau khi lần trước bị mình dạy cho một bài học, quả nhiên là hiểu chuyện hơn nhiều, hắn cũng không khách khí với Vương Quảng Chính, vậy thì cảm ơn ngài rồi, sau này có cơ hội tới Giang Thành chơi nhé, tôi sẽ an bài toàn trình. Vương Quảng Chính cười nói, sẽ tới, nhất định sẽ có cơ hội mà. Trương Dương trước tiên tới nhà máy khảm trai lấy lễ vật mà Vương Quảng Chính tặng cho hắn, một bức tranh khảm trai thủ công tinh mỹ, sau đó mới tới khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên. Tần Thanh đã về từ lâu rồi, đang ngồi gõ kế hoạch công tác trên máy tính. Trương Dương bước tới, ôm cô ta từ đằng sau, tặng cho cô ta một chiếc hôn nồng cháy. Tần Thanh cười nói, đừng làm ồn, để em xử lý xong công việc đã. Trương Dương thả Tần Thanh ra, mở cái hộp mà Dương Hải lượng tặng cho hắn, chỉ thấy bên trong dùng vải bọc hai khối tử lưu hòa điền ngọc. Trương Dương thầm nghĩ cái này gọi là đặc sản địa phương mà Dương Hải Lương nói à, cái địa phương tu văn này sản xuất hòa điền ngọc từ bao giờ vậy? Tần Thanh ở trên bàn làm việc gõ xong chữ cuối cùng, quay đầu lại nhìn, có chút kỳ quái nói, kiếm được hòa điền ngọc ở đâu vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, huyện trưởng huyện Tu Văn Dương Hải lượng tặng cho anh đấy. Tần Thanh nói, tuổi trẻ cái tốt không học, không ngờ lại đi học người ta nhận hối lộ. Trương Dương nói, anh có nhận đồ của người dân đâu, thằng ôn này có 89 phần 10 là tham quan, mà gã đã thành tâm như vậy, anh từ chối thì bất kính quá. Tần Thanh ôm hắn, nói, nghe lời em trả lại cho người ta đi chớ tham cái lợi nhỏ làm gì nhân tính bất tri bất giác sẽ phát sinh chuyển biến đó trương dương gật đầu nói được có cơ hội anh sẽ trả lại gã hắn lại nhớ tới tranh khảm trai mà vương quảng chính tặng cũng nói lại với tần thanh tần thanh mỉm cười đều là bạn học với nhau mà sao lại tranh nhau tặng quà cho anh còn em thì không có gì trương dương nói cái tranh khảm trai này anh định cầm về tặng cho tần bạch làm lễ vật kết hôn cho nó Tần Thanh nói, kể ra em vẫn chưa biết tặng nó quà gì. Cô ta dừng lại một chút rồi nói, em định bàn căn phòng cũ đi, giúp cho Tiểu Bạch một khoản tiền. Trương Dương không nói gì, kéo Tần Thanh vào lòng, ôm thật chặt, hắn biết Tần Thanh bán nhà tuyệt không phải là vì nguyên nhân kinh tế, mà là Tần Thanh đã triệt để được giải thoát, vứt bỏ hết những ký ức liên quan tới quá khứ. Tần Thanh ôn nhu nói, có thể cùng anh cả đời lặng lẽ bên nhau là đủ rồi. Trương Đại quan nhân động tình, mà đã động tình là muốn hành động ngay. Tần Thanh lại mỉm cười tách ra, nói tối nay nghe em, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đã, những chuyện khác đợi no bụng đã rồi hắn nói. Trương Dương cố ý nói, chuyện gì cơ? Tần Thanh nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, khẽ gắt, anh trước giờ luôn là đồ xấu xa. Hai người bỏ gần tìm xa, tới một quán bình sa độ tiểu ngư thôn nổi danh ở Đồng Nam Tĩnh Hải để ăn cơm, đây là vì nguyên do muốn tránh gặp người quen. Trương Dương kể lại nguyên nhân hôm nay tới hội muộn, Tần Thanh cười khúc khích, cô ta không khỏi trách cứ nói, anh đó, lúc nào cũng thông minh vặt, lần này thì hay rồi, thoáng cái mất hơn một vạn, tiền lương cả năm đều mất hết rồi. Trương Dương nói, anh không thiếu tiền, phía nhà máy chế thuốc Giang Thành Anh còn có chút cổ phần, mỗi năm đều có tiền chia lợi nhuận. Tần Thanh không có bất kỳ dị nghị gì trong chuyện này, dẫu sao thì Trương Dương cung cấp phương thuốc, cũng tính là đóng cổ phần bằng khoa học kỹ thuật, Nhà máy dược trả thù lao cho hắn là xứng đáng, dựa vào bản sự để kiếm cơm, chẳng ai nói được gì cả. Tần Thanh Bảo, anh cũng cẩn thận một chút, có những chuyện tuy anh gây ngay không sợ chết đứng, nhưng cẩn thận bị người hữu tâm lợi dụng. Trương Dương nói, yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Tần Thanh lại bảo, Khổng Nguyên không giống kẻ có lòng dạ rộng rãi, anh tìm người ở ngay trước mặt nhiều người làm nhục y, chuyện này ngàn vạn lần đừng có để truyền tới tai y, nếu không thì e rằng y sẽ gây bất lợi cho anh đó. Trương Dương cười khinh thường, nói tiểu nhân thôi mà, anh căn bản không thèm bận tâm. Tần Thanh nhìn khuôn mặt kiên nghị của Trương Dương, trong lòng ấm áp vô cùng, cô ta chính là thích loại thái độ miệt thị tất cả này của Trương Dương, vì Trương Dương không sợ cường quyền, trước giờ không nghĩ tới hậu quả, Tần Thanh nâng chén, nói Trương Dương, cảm ơn anh. Trương đại quan nhân ngây ra, nói, sao thế, giữa chúng ta mà còn cần phải nói từ đó à? Tần Thanh ôn nhu nói, nếu như không phải là gặp được anh em làm sao mà biết thế nào gọi là tình yêu? Trương Dương cười ha ha, nói tình yêu kỳ thực rất đơn giản. Hắn dừng lại một chút rồi mới nói, làm tình, làm tình, càng làm càng yêu. Tần thanh đỏ mặt, giày cao góc dẫm mạnh lên mờ u bàn chân của Trương Dương, trách khẽ tên tiểu lưu manh anh, trong đầu chỉ biết nghĩ tới những chuyện đó thôi à. Trương Dương dùng hai chân kẹp chặt đùi tần thanh, nhẹ nhàng ma sát, tiếp xúc cự ly gần như vậy khiến cho nhiệt độ cơ thể của tần thanh tăng lên, cô ta lập tức nghĩ tới đây đại khái là vì hơi men, uống một ngụm trà, để nội tâm đang ý loạn tình mê bình tĩnh lại, chuyển đề tài chuyện chuẩn bị xây sân bay mới của Giang Thành thế nào rồi. Trương Dương nói, vẫn ổn, hai vị đại phú thương là Hà Trường An và cha tấn bắc đọ sức, anh vui vẻ nhìn họ đấu nhau người sống ta chết, điều kiện của ai ưu đãi hơn, anh sẽ đồng ý để người đó đầu tư. Tần Thanh cười ngọt ngào, nói, biết rằng anh có biện pháp mà, đúng rồi, Nam Tích cũng đang làm hạng mục cảng nước sâu, tỉnh lý trên chính sách nâng đỡ thì nghiêng về bên nào. Trương Dương nói, thái độ của mấy vị lãnh đạo tỉnh lúc nào cũng nhập nhằng khó đoán, thái độ của phía Nam tích thì tích cực hơn bọn anh nhiều. Tần Thanh nói, bọn bắt nước một giữ cho cân không phải là chuyện dễ dàng, nhiều năm như vậy rồi, chính sách của tỉnh Lý đều một mực thiên vị miền Nam, tỉnh Trường Tống tuy tỏ ra thái độ muốn rút ngắn tranh lệch Nam Bắc, trọng điểm phát triển Bắc Bộ, nhưng thái độ của Bí Thư Kiều thì lại một mực không rõ ràng trương dương nói lão kiều là một con hồ ly già người này nhìn thì hòa ái thân thiện nhưng kỳ thực lại khó gần lắm tần thanh nhắc hắn đừng bình luận chỗ không đúng của lãnh đạo ở sau lưng người ta trương dương nói ở trước mặt người khác thì anh không nói đâu nhưng em là nữ nhân của anh ở trước mặt em anh không phải giấu giếm gì cả lời nói của trương dương khiến tần thanh trong lòng ấm áp cô ta đặt một con tôm đã bóc vỏ sẵn vào đĩa của trương dương Trương Dương nói, Đỗ Thiên Giã lần này đè trọng trách xây dương sân bay lên người anh, anh cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, loại công trình này lợi nước lợi dân thì không sai, nhưng vị đạo chính trị quá đậm, mỗi một chuyện đều phải xử lý thật cẩn thận, chỉ hơi không cẩn thận một chút, người khác sẽ bắt chỗ sai của anh, chế tạo ra rất nhiều điều không hay. Hai chân tần thanh quấn lấy chân Trương Dương ở dưới bàn, cô ta có chút đau lòng nhìn Trương Dương, ôn nhu nói, gần đây anh đen gầy quá, trương dương nói sức khỏe của anh vẫn rất tốt em biết mà nửa câu trước thì không sao nhưng nửa câu sau thì khiến tần thanh có chút ăn không tiêu mặt lại đỏ bừng lên ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái bình thường cô ta ở trước mặt người khác luôn tự nhiên lạnh lùng vì sao vừa gặp trương dương lại biến thành bộ dạng như thế này tần thanh nói anh đó nói chuyện không bao giờ nghiêm chỉnh được cả em đang bàn chính sự với anh hiện tại em chủ quản công tác của khu phát triển kinh tế lam sơn có thể cung cấp một chút hỗ trợ cho anh. Trương Dương cười nói, không cần, anh tự mình làm được mà. Tần Thanh nói, nhà máy máy móc công trình Lam Sơn là một xí nghiệp sản xuất máy móc công trình xây dựng lớn nhất nước, trình độ kỹ thuật và quy mô xí nghiệp của nó cũng là số một số hai trong quốc nội, bọn họ có ý muốn làm xí nghiệp mạnh hơn. Trong 5 năm sau hạng mục lớn nhất của tỉnh Bình Hải một là cảng nước sâu Nam Thích, một là sân bay mới của Giang Thành, quản đốc Chu Đông Vũ đã nói với em, gã nguyện ý bất kể lợi nhuận đi làm hai mạng mục này mục đích là mượn việc này để tăng tầm nổi tiếng để hình tượng của xí nghiệp sâu hơn một tầng trong lòng người dân khiến cho xí nghiệp bước lên một tầm cao mới trương dương nói gã có nguyện ý trước tiên không cần tiền không tần thanh mỉm cười nói chuyện cụ thể thì bọn anh sau khi gặp mặt bàn với nhau nếu như anh có hứng thú ngày mai e sẽ về lam sơn an bài cho hai người gặp mặt trương dương gật đầu quản đốc của nhà máy máy móc công trình giang thành tàu chính dương rất không lanh lẹ vốn hắn định thiết bị công trình của sân bay mới chủ yếu là sử dụng của nhà máy máy móc công trình giang thành nhưng tàu chính dương lại là hạng không thấy thỏ thì không thả ưng ý định trước tiên nợ tiền của trương dương đã bị y cự tuyệt tần thanh nhắc tới chuyện này khiến trương dương nhìn thấy hy vọng dẫu sao thì phía máy móc công trình xây dựng là một khoản đầu tư lớn nếu như có thể trả chậm tiền hàng Trương Dương trong việc xây dựng sân bay mới không nghi ngờ gì nữa sẽ có thêm được vốn lưu động. Tần Thanh ngáp một cái, Trương Dương mỉm cười, nói: "Mệt rồi, chúng ta về ngủ thôi." Tần Thanh lườm hắn một cái, nói: "Anh có thể để em được ngủ một giấc yên ổn không?" Trương Đại Quan Nhân nói: "Anh nếu để cho em ngủ yên ổn, sợ rằng em không ngủ nổi đâu." Nói bậy. Trương Dương nói: "Trước khi ngủ phải vận động, có ích cho cả thể xác và tinh thần." Lúc Tần Thanh rời khỏi tính hải thì đã là trưa ngày hôm sau, một mực bị thằng ôn này dày vò cho tới 5 giờ sáng mới được ngủ, chỉ có thể ngủ cả buổi sáng. May mà Tần Thanh sau khi tu luyện nội công mà Trương Dương dạy cho cô ta, tố chất thân thể có sự đề thăng rõ ràng, tuy thời gian ngủ không dài, nhưng thể lực và tinh thần đều đã hoàn toàn khôi phục. Trương Dương vì tị hiểm cho nên sau khi Tần Thanh rời khỏi mới lái xe tới Lam Sơn. Tối ngày hôm đó, dưới sự an bài của Tần Thanh, Hắn và quản đốc nhà máy máy móc công trình thành phố Lam Sơn Chu Đông Vũ gặp nhau. Chu Đông Vũ vừa tròn 40, ngồi ở vị trí lãnh đạo số 1 của nhà máy quốc gia cỡ lớn này đã 4 năm rồi, nhà máy máy móc công trình Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của y, trong 4 năm cũng thành công vang dội, hiện tại Chu Đông Vũ dẫn toàn thể công nhân viên chức phát khởi trùng kích tới mục tiêu cao hơn. Tần Thanh về tới Lam Sơn đã khôi phục lại sự bình tĩnh và lý trí của cô ta trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra hết khí chất nữ tính cứng cỏi trương đại quan nhân nhìn phó thị trưởng tần lúc này trong đầu lại hồi tưởng cảnh triền miên của họ lúc ở trong phòng khách sạn tần thanh từ vẻ ám muội không cẩn thận lộ ra ở trong mắt của trương dương đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì một khi ở trước mặt người ngoài lực khống chế suốt chúng của tần thanh lại được biểu hiện rõ rệt cô ta mỉm cười nói tiểu trương để tôi giới thiệu cho cậu nhé vị này chính là đồng chí chu đông vũ quản đốc nhà máy máy móc công trình lam sơn chúng tôi Trương Dương mỉm cười chia tay ra, quản đốc Chu, rất vui được gặp anh. Chu Đông Vũ cười nói, đại danh của thị trưởng Trương tôi sớm đã được nghe nói tới rồi. Trương Dương nói, hy vọng hôm nay không phải là gặp mặt không bằng nghe danh. Chu Đông Vũ cười ha ha, nói, nghe danh không bằng gặp mặt mới đúng, thị trưởng Trương đúng là tuổi trẻ có tài. Hai người ngồi xuống, trà nghệ sư ở ngay tại chỗ biểu diễn trà nghệ cho họ. Chu Đông Vũ mỉm cười, nói thị trưởng Trương, con người tôi làm việc thích đi thẳng vào vấn đề, lần này thông qua thị trường tần mời được anh tới Lam Sơn, trước tiên là muốn nhận thức thị trường trương một chút, còn có một nguyên nhân quan trọng là nhà máy máy móc công trình Lam Sơn chúng tôi có ý muốn đầu tư thiết bị xây dựng cho sân bay mới của Giang Thành. Trương Dương nói, quản đốc chú thích đi thẳng vào vấn đề, vậy tôi cũng không vòng vo tam quốc làm gì, cho tới hiện tại vẫn chưa có bất kỳ nhà máy thiết bị công trình xây dựng nào biểu lộ ý hướng muốn đầu tư vào sân bay của chúng tôi, bao gồm cả nhà máy máy móc công trình của địa phương Giang Thành. Chu Đông Vũ mỉm cười không nói gì. Trương Dương nói, nguyên nhân rất đơn giản, việc xây dựng công trình sân bay mới của chúng tôi lúc ban đầu cần một khoản ngân sách lớn, mà tình hình tiền mặt của chúng tôi trước khi chưa có chuyển biến tốt thì một số khoản tiền sẽ không thể kịp thời thanh toán. Chu Đông Vũ nói, con người tôi thủy chung cho rằng xí nghiệp muốn có phát triển lớn thì cần phải phải có tính đi trước. Tôi có lòng tin đối với chính phủ, có lòng tin đối với nền kinh tế của nước ta, làm sinh ý với phía chính phủ, tôi không có bất kỳ băn khoăn nào. Trương Dương nói, trước khi công trình sân bay kết thúc, tôi có thể trả cho các anh 30% tiền hàng, 70% còn lại, sẽ được chi trả trong 5 năm sau khi sân bay xây thành, lãi tiền nợ và lãi ngân hàng đồng bộ, quản đốc Chu cảm thấy những điều kiện này có thể tiếp nhận được không? Chu Đông Vũ nói, không thành vấn đề, làm xí nghiệp không những phải tính tới lợi ích kinh tế mà còn phải nghĩ tới lợi ích xã hội nữa. Kỳ thật nhiều lúc, lợi ích xã hội tốt sẽ mang tới lợi ích kinh tế lớn hơn. Trương Dương mỉm cười, nói tôi thích loại người nhìn xa như anh, quản đốc Chu hiện tại có thể là một bản kế hoạch tường tật. Tuần sau chính phủ chúng tôi sẽ mở một cuộc họp gọi đấu thầu, hy vọng anh có thể tới Giang Thành tham gia. Chu Đông Vũ nói, tôi nhất định sẽ tới, tôi còn có thể đảm bảo, Giá thiết bị mà chúng tôi cung cấp cho sân bay mới của Giang Thành sẽ không cao hơn giá của thương phẩm cùng loại trên thị trường, tôi có lòng tin tuyệt đối với chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Sự xuất hiện của Chu Đông Vũ đối với Trương Dương mà nói là một kinh nghỉ bất ngờ, phía nhà máy máy móc công trình Giang Thành không phối hợp, khiến Trương Dương sớm đã nảy sinh ý định tìm một đường tắt khác, hiện tại hắn đã có được sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể nhà máy máy móc công trình Giang Thành có phải là xí nghiệp địa sản hay không thì hắn cũng đã bỏ qua không tính đến. Sau khi cùng Chu Đông Vũ quyết định khái quát cơ bản hợp tác, bọn họ ai đi đường nấy, Chu Đông Vũ không phải là một người thích bàn việc làm ăn trên bàn rượu, y rất thực tế, buổi tối còn về nhà máy xác định tình tiết cụ thể của việc đấu thầu. Trương Dương cũng không muốn lãng phí thời gian trên bàn rượu, hắn vốn hy vọng cùng Tần Thanh có một đêm lãng mạn, nhưng lúc Tần Thanh ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại, nhà máy đồ gỗ ở khu khai phá phát sinh hỏa hoạn, cô ta phải tới hiện trường xem xét tình huống, Tần Thanh lại quay trở lại là một phó thị trường sinh hoạt tình cảm của cô ta đành tạm gác sang một bên. Trương Dương dõi mắt nhìn Tần Thanh đi, đang suy nghĩ xem tối nay mình nên an bài như thế nào thì thường Hải Long gọi điện thoại tới, hẹn hắn cùng đi ăn cơm, địa điểm là Phúc Thành Sa Hoa Cư ở đường Đông Các. Trương Dương lái xe tới Phúc Thành Sa Hoa Cư, Thường Hải Long và ban gái Tiết Yến đã đợi ở đó rồi. Trương Dương cười nói, chỉ có hai người anh chị thôi à, bắt tôi tới làm bóng đèn ư. Thường Hải Long cười nói, cậu mà làm bóng đèn thì phải dùng ở nhà tắm. Tôi bảo này, cậu đúng là chẳng trường nghĩa gì cả, mỗi lần tới Lam Sơn đều là vô thanh vô tức, trong lòng không coi đám người chúng tôi là bạn à? Trương Đại Quan Nhân vốn định ở với Tần Thanh thêm một đêm, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Tần Thanh có việc gấp phải làm, bỏ hắn lại một mình. Trương Dương cười nói, tôi lần này tới là có chuyện quan trọng phải làm, vừa bàn vấn đề hợp tác với phía nhà máy máy móc công trình Lam Sơn xong, cũng vừa mới đi ra, đang định gọi điện thoại cho anh, ai ngờ anh lại gọi trước. Thường Hải Long nói, không phải là nghe Hải Tâm nói thì tôi cũng không biết là cậu tới. Trương Dương ngây ra, Thường Hải Tâm nói ư? Thường Hải Tâm làm sao mà biết được mình tới đây? Không cần hỏi cũng biết nhất định là Tần Thanh nói cho cô ta biết rồi. Trương Dương nghĩ không thông Tần Thanh vì sao lại nói chuyện mình tới Lam Sơn cho Thường Hải Tâm, hắn hỏi nhỏ, Hải Tâm đâu? thường hải long nói theo thị trường tần tới hiện trường hỏa hoạn rồi nghe nói là nhà máy gỗ bị cháy bọn họ muốn tới hiện trường xem tình hình gã đang nói chuyện thì thường hải tâm bước vào trương dương cười nói thư ký trưởng thường về rồi đấy à thường hải tâm tức giận lườm hắn một cái nói gặp mặt cái là nói móc tôi đây không phải là phong cách của anh trương dương cười nói hiện tại không phải là thư ký trưởng nhưng sớm muộn gì cũng là thư kỳ trưởng tôi thấy lam sơn quá nhỏ không dung được cô đâu, nếu làm thì cũng phải làm lên tổng thư ký của Liên hợp quốc." Thường Hải Tâm cười nói, "Tôi nếu làm tổng thư ký Liên hợp quốc, vậy thì sẽ để anh làm người phát ngôn của Liên hợp quốc, để cho cái miệng của anh có đất dụng võ." Thường Hải Long cười nói, "Gặp mặt nhau đừng có đấu võ miệng, anh gọi lẩu cắt mà em thích nhất rồi đó, chúng ta ăn no rồi đi hát." Thường Hải Tâm ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Trương Dương ngửi thấy mùi thơm cơ thể thoang thoảng trên người cô ta, còn có cả mùi khét nữa. Không khỏi cười nói cô đi cứu hỏa, kết quả thế nào? Thường Hải Tâm nói, một công nhân của nhà máy đổ gỗ vi phạm quy trình thao tác, ở trong phân xưởng hút thuốc gây cháy, may mà tới dập kịp thời, không tạo thành thương vong lớn cho nhân viên, chỉ thiêu hủy một số sản phẩm, tạo thành một ít tổn thất về tài sản. Thị trường tần triệu tập mấy vị lãnh đạo của khu phát triển mở hợp ở hiện trường, tôi không có việc gì nên về trước. Trương Dương nói, làm thư ký vẫn bớt lo hơn, thường hải tâm nói qua mấy tháng nữa tôi sẽ tới công tác ở thư viện lam sơn trương dương có chút kinh ngạc nói đang yên đang lành sao lại bị điều đi thường hải tâm nói tôi không thích công tác trong thể chế công tác của thư viện thanh nhàn hơn một chút cũng đơn thuần hơn một chút thị trưởng tần nói tôi không thích hợp đi theo con đường chính trị này tiết yến một mực không nói gì giờ mới lên tiếng hải tâm vừa xuất bản một tập thơ chúng tôi tối nay hẹn nhau ra đây là để chúc mừng cô ấy Trương đại quan nhân mỉm cười nói, tài nữ, tập thơ có phần của tôi không? Thường hải tâm từ trong túi lấy ra một quyển tập thơ được in ấn rất đẹp đưa cho hắn. Trương đại quan nhân cầm lấy tập thơ, sau khi lật ra xem, nhìn thấy trang bìa trong trống không, lại đưa tập thơ lại, nói ký tên, ký tên. Thường hải tâm gắt, có cần phải khoa trương như vậy không? Trương Dương cười nói, nhất định phải ký tên, nếu không ai biết được là nữ thi nhân tận tay tặng cho tôi. Thường Hải tâm ký tên vào trang bìa sau, chữ viết bằng bút cứng của cô ta rất đẹp. Trương Dương lưu ý tới lạc khoản là Hải Tâm, Thường Hải Tâm ra tập thơ, dùng bút danh Hải Tâm. Trương Dương rất cẩn thận cất đi, nói tôi quay về nhất định sẽ nghiêm túc học tập, thể hội thật sâu sắc tinh thần của tập thơ này. Thường Hải Tâm mặt đột nhiên nóng lên, ánh mắt của cô ta lấp lánh, anh đừng cười tôi là được. Trương Đại Quan Nhân nói tiền nhuận bút nhiều không? Thường Hải Long cười nói tục, con người cậu tục quá, Thường Hải Tâm nói tiền nhuận bút có liên quan tới số lượng tiêu thụ, tôi là cầm nhuận bút, số lượng tiêu thụ tập thơ của tôi rất bình thường. Tôi cũng chỉ viết chơi thôi, không hy vọng dùng nó để kiếm tiền. Trương Dương nói, ít nhất thì cũng phải khiến các cán bộ lớn nhỏ của của thành phố Lam Sơn một người mua một cuốn, đề cao tu dưỡng văn học của họ. Thường Hải Long cười nói, lão gia tử nhà chúng tôi chỉ sợ người khác biết Hải Tâm xuất bản thơ, bảo chúng tôi đừng rêu rao, trừ người của mình ra, không ai biết hải tâm xuất bản tập thơ cả. Trương Dương cười nói, loại chuyện này đúng là không thể nói ra được, nếu để các cán bộ của Lam Sơn biết chuyện này, chắc cửa hàng sách Tân Hoa sẽ bán hết hàng mất. Thường Hải Long nói, lão gia tử nhà chúng tôi chính là lo lắng có người mượn cơ hội này để tạo gió bất chính. Thường Hải Tâm nói, không rêu rao mới là tốt, có thể tiêu thụ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tôi cũng không muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của cha. Trương Dương rất hân thưởng mấy người con này của Thường Tụng. Tuy xuất thân từ gia đình cán bộ, nhưng trên người họ lại không có bất kỳ một chút kiều kiều chi khí nào. Mỗi người đều có sự nghiệp của mình, cũng làm ra được một phen thành tích trong lĩnh vực của mình. Điều này có liên quan rất lớn tới gia giáo tốt của Thường Tụng. Ăn cơm xong, Trương Dương nhận được điện thoại của Tần Thanh. Tần Thanh vừa họp xong, có chút mệt mỏi, nói với Trương Dương rằng lát nữa cô ta còn phải nói chuyện với người chịu trách nhiệm của xí nghiệp. Xử lý xong chuyện này thì không biết phải tới mấy giờ. Trương Dương quan tâm dặn dò cô ta phải chú ý tới sức khỏe, nói với cô ta rằng mình đang ở với anh em thường ra để tần thanh không áy náy. Thường Hải Long đề nghị tới quán karaoke thời đại mới để hát, mấy người đều đi tới trước phòng hát, Thường Hải Tâm không khỏi nhớ tới cảnh bọn họ gây chuyện trước đây ở cổ thạch, nhắc nhở Trương Dương trước tôi nay chúng ta ra ngoài chơi, được được gây sự đâu đấy. Trương Dương cười nói, sao thế, tôi là một đảng viên, trước giờ đều là người không phạm tôi thì tôi không phạm người. Thường Hải Long nói, yên tâm đi, gần đây chị An của Lam Sơn tốt lắm, không có ai chào cậu đâu. Mấy người nói nói cười cười đi tới quán karaoke thời đại mới. Thường Hải Long bởi vì quan hệ nghiệp vụ nên rất thân với ông chủ ở đây. Trước khi tới đã gọi điện thoại, để phía quán karaoke An bàn phòng. Ông già là thị trưởng Lam Sơn, liên đới bọn họ cũng thành nhân vật nửa công chúng, loại trường hợp công chúng này vẫn nên nhún nhường mà chút thì tốt hơn. Trương Dương không có hứng thú lắm với ca hát, có điều hắn lại rất thích nghe hát, dưới yêu cầu nhất trí của mọi người người đành phải hát bài ánh trăng cong cong. Bởi vì nghe nhiều nên hát cũng khá chuẩn, ít nhất thì không sai nhạc. So với Thường Hải Long cơ hồ là gần như chuyên nghiệp, Trương Đại Quan Nhân rõ ràng là thua chỉ kém em, Tiết Yến bình thường không hay nói chuyện khi cất tiếng hát thì rất động lòng người. Đôi vợ chồng này đúng là hợp nhau. Thường Hải tâm hát cũng rất hay, một khúc như sương như mưa lại như gió khiến trương đại quan nhân nghe mà như say như mê vỗ đến đỏ cả tay thường hải tâm mỉm cười đặt micro lên bàn có chút xấu hổ nhìn trương dương nói còn cần phải khoa trương như vậy không anh không phải là hát cũng rất hay ư trương dương nói hát hay thật mà ba người đều có tiềm chất làm ngôi sao ca nhạc hát thật sự là quá hay đi hát với các người tôi chỉ có nước làm người nghe thôi thường hải long cười nói khen chúng tôi quá đấy anh hát cũng hay mà làm thêm một bài nữa đi trương đại quan nhân vội vàng xua tay nói thôi đừng khiến tôi mất mặt nữa anh cứ bảo tôi hát là tôi lại thấy khẩn trương mà tôi đã khẩn trương là y rằng muốn đi toilet. hai cô gái đều đỏ mặt thường hải long mỉm cười xua tay nói trên ngựa lười tốn nhiều cứt đái mau đi đi trương dương đẩy cửa bước ra ngoài bên ngoài ánh đèn mờ mờ tiếng nhạc ồn á hiện tại thời đại này sao đột nhiên lại lưu hành kiểu nhạc này Trương Dương án chiếu theo chỉ dẫn đi vào toilet, tiến vào nhà xí, thấy nơi này sạch sẽ hơn nhiều, hắn cảm thấy bụng có chút học ạch, lắc lắc đầu. Lúc Trương Dương bước vào toilet, một nam tử miệng rộng mặc quần áo vệ sinh màu xanh bước tới, gã đặt một tấm biển ghi đang quét dọn ở trước cửa, sau đó từ trên xe vệ sinh lấy xuống hai thùng xưng, nhìn xung quanh rồi bước vào toilet. Lúc Trương Đại quan nhân đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên ngửi thấy mùi xăng, hắn có chút kỳ quái nói, bên ngoài làm gì vậy? giọng của một nam tử vang lên, chắc là rửa xăng. Trương Dương gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi rất nhanh của nam tử đó, sau đó lại nghe thấy tiếng đánh bất lửa, thần kinh của Trương Đại Quan Nhân lập tức khẩn trương, nhưng dù có khẩn trương hơn nữa thì cũng không thể mất mặt được. Đợi khi Trương Dương mặc quần vào xong, chỉ thấy rầm một tiếng, lửa lớn trong nháy mắt lan ra cả tơ Trương Dương nhảy lên, một quyền đấm vỡ thùng nước ở bên trên, nước trong thùng lập tức thấm ướt người hắn, ngọn lửa từ trong khe hở giữa tấm chắn lan vào bên trong. Trương Dương không phải là lần đầu tiên trải qua tình cảnh này, hắn tiềm vận nội lực, ở quanh người hình thành một tầng cương khí hộ thể, bản thân hắn cũng không thể nắm chắc có thể tránh được một trận hỏa hoạn tới đột ngột như thế này hay không, có lẽ tất cả chỉ có thể tận nhân sự, nghe mệnh trời thôi. Chương 444, trời đố kỵ hồng nhan. Trương Dương trong khoảng thời gian ngắn nhất phán đoán ra vị trí của cửa sổ toilet, dùng áo sơ mi đã thấm ướt nước che phần mặt, đẩy cánh cửa bị ngọn lửa thiêu cháy ra, xông vào trong đám cháy rừng rực. Trương Dương biết rằng tốc độ rừng trong biển lửa càng ngắn thì hy vọng sinh tồn của mình sẽ càng lớn. Cái đầu lãnh tính của hắn đã mang tới tác dụng quan trọng. Trương Dương ở trong biển lửa tìm thấy vị trí của cửa sổ, hắn đụng vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, hắn biết Bình đang ở trên tầng 3, với độ cao này nhảy xuống, chắc không tạo thành tổn hại đối với thân thể hắn. Trương Dương may mắn ngã xuống lều che nắng, lều che nắng giảm bớt lực lượng rơi xuống của hắn, hắn định lăn một cái sau đó ngã xuống đất, trên người vẫn còn lửa chưa tắt hoàn toàn, Trương Dương lăn mấy vòng, dập tắt lửa, hắn đứng dậy, trong những người xem náo nhiệt ở xung quanh có hai người nhiệt tâm chạy ra, muốn giúp hắn. Trương Dương ngẩng đầu nhìn sảnh ca hát của thời đại mới, lại thấy lửa đã từ cửa sổ toilet mà mình thoát ra mà ra. Khiến Trương Dương chấn kinh không thôi là tầng một của sảnh ca hát cũng bốc khói mịt mù. Đám người bàng quan chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết nơi này vì sao lại đốt nhiên xảy ra hỏa hoạn trương dương nhớ tới anh em thường hải long và thường hải tâm còn ở bên trong lập tức trở nên khẩn trương nam tử ở bên cạnh hào tâm hỏi người anh em cậu có sao không trương dương lắc đầu hắn xông về phía cửa lớn của sảnh ca hát lúc không ngừng có người kinh hoàng thất thổ từ bên trong chạy ra bởi vì có hỏa hoạn nên thang máy ngừng hoạt động không ít người chạy theo cầu thanh cả sảnh ca hát đều ngập tràn trong khói tình tự kinh hoàng lập tức lan ra trương dương cuối cùng cũng nhìn thấy thường hải long và tiết yến hắn chạy nhanh tới hét lên hải tâm đâu thường hải long lắc đầu quay người lại một đi tìm thường hải tâm trương dương kéo gã lại anh ở lại tôi đi hắn kéo mấy tấm khăn trải bàn xuống ngâm vào trong bể phun nước sau đó quàng lên người rồi đi về phía cầu thang thường hải long cũng học theo hắn muốn cùng hắn đi tìm em gái trương dương tức giận gầm lên ở lại cho tôi đừng có làm vướng chân tôi Thường Hải Long cũng gầm lên, nhưng nó là em gái tôi. Trương Dương nói, tôi nhất định có thể tìm được cô ấy. Thường Hải Long nói, chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi phòng, ở cầu thang thì bị chen chúc nên lạc nhau. Trương Dương nói, anh và Tiết Hiến đợi tôi ở đây, tôi đi tìm cô ấy. Trương Dương nói xong liền khoác khăn trải bàn ướt xuống lao về phía cầu thang, con đường an toàn duy nhất này hiện tại đã chật kín người, người ta khi đối diện với nguy hiểm, luôn biểu lộ ra sự hoảng loạn và sợ hãi, bọn họ đều muốn chen ra ngoài, không ít người từ trên cầu thang ngã xuống. Trương Dương nhìn thấy không thể nào đi lên từ cầu thang được, ánh mắt của hắn nhìn về phía bức tranh chữ viết hạ giá yêu đãi từ trên tầng 4 rủ xuống, Trương Dương nắm lấy bức tranh chữ kéo thử một cái, sau đó men theo bức tranh chữ mà bỏ lên, lửa và khói đã khiến người ta tập trung tất cả sự chú ý vào việc chạy thoát, không có ai lưu ý tới thân pháp giống như một con vượn của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tuy võ công cái thế, nhưng cũng không có nhiều biện pháp đối phó với khói, lấy áo ướt che kín mặt mũi, lại thêm phương pháp hô hấp đặc biệt của hắn, có thể tránh được khói, nhưng mắt thì lại không may mắn được như vậy. Trương Đại quan nhân bị khói hun cho chảy cả nước mắt, chẳng trách ai cũng nói trong hỏa hoạn rất nhiều người bị khói hun chết. Trương Dương cuối cùng cũng lên được tầng 3, hắn án chiếu theo ký ức trong đầu, trước tiên tìm tới phòng mà bọn họ hát vừa rồi, cửa phòng mở rộng, Trương Dương hét tên của Thường Hải Tâm, nhưng không nghe thấy trả lời thính lực của hắn rất siêu quần, cho dù là tiếng hô hấp khe khẽ cũng có thể nghe thấy. Sau khi xác định trong phòng không có ai, Trương Dương mới chuyển mục tiêu xuống căn phòng tiếp theo để tìm kiếm. Bên ngoài vang lên tiếng còi cứu hỏa, tối nay Lam Sơn được chú định là một đêm không yên tĩnh, trước tiên là nhà máy đổ gỗ cháy, hiện tại lại là quán karaoke thời đại mới cháy, một buổi tối liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn, bộ môn phòng cháy chữa cháy của Lam Sơn chắc mệt đứt cả hơi đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Trần Quốc Thắng đang bố trí nhiệm vụ cứu hỏa thì thường Hải Long tìm tới, Trương Dương đã vào trong hơn 10 phút rồi, tới giờ vẫn còn chưa ra, thường Hải Long và Tiết Hiết cũng quan sát kỹ những người chạy ra, bên trong không có em gái của gã, tình tự của thường Hải Long biến thành vô cùng bất động, gã lớn tiếng gào lên với Trần Quốc Thắng, mau cứu người, em gái tôi còn ở bên trong. Trần Quốc Thắng lúc ban đầu còn không nhận ra nam tử mặt mày đầy bụi bặm này là Thường Hải Long, nhưng khi gã nhận ra, trong lòng không khỏi giật nảy mình, thiên kim của thị trường không ngờ cũng ở hiện trường hỏa hoạn, chuyện này phiền phức rồi, gã không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an bàng Trung Lương, báo cáo lại tình huống cho y, bàng Trung Lương nghe được chuyện này cũng cảm giác chuyện quá nghiêm trọng, lập tức ra chỉ thị cho quan binh phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tập trung cứu người. Y sẽ tới hiện trường ngay. Thường Hải Long thì vừa khóc vừa gọi điện thoại cho cha, quan binh phòng cháy chữa cháy đã bắt đầu cứu hỏa rồi, nhưng trương dương và thường hải tâm vẫn chưa ra thường hải long trong lòng hối hận như thế nào thì có thể hình dung được nếu như không phải là gã quá hoảng loạn nếu như nắm tay em gái chặt hơn em gái sẽ không bị lạc giữa đường như vậy gã nuốt lệ nói cha đều tại con thường tụng lúc này biểu hiện ra vẻ lãnh tĩnh vô cùng ông ta bình tĩnh nói phải tin vào đảng tin vào chính phủ quan binh phòng cháy chữa cháy nhất định có thể cứu được hải tâm ra nói tới đây thường tụng trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói viên chi thanh ở bên cạnh chú ý tới chuyện này đã bật khóc thất thanh rồi thường tùng gác điện thoại nói với viên chi thanh khóc cái gì chuyện đã tới nước này rồi khóc có ích gì không viên chi thanh nuốt lên nói đã nói từ trước rồi bảo chúng đừng có tới những nơi đó mà bọn chúng có nghe lời đâu thường tụng im lặng không nói gì đi thay quần áo viên chi thanh biết ông ta muốn tới hiện trường cũng muốn đi theo thường tụng nói bà an tâm ở nhà đợi tin tức đi Tình tự của Viên Chi Thanh đã có chút mất khống chế rồi, bà ta rít lên, ông bảo tôi an tâm à, tôi làm sao mà an tâm cho được. Ông không cho tôi đi thì tôi tự bắt xe. Thường tụng trước giờ trong nhà luôn luôn nói một là một, nói hai là hai nhưng lúc này cũng không thể không cúi đầu. Trương Dương đã kiểm tra 10 căn phòng rồi, bên trong không có lấy cái bóng của Thường Hải Tâm, hắn lớn tiếng gọi, Hải Tâm. Cảm giác ấy nấy không thể hình dung được ngập tràn trong lòng hắn, nếu như Thường Hải Tâm xảy ra chuyện Hắn cả đời này cũng không thể tha thứ cho mình, trận hỏa hoạn ngày hôm nay rõ ràng là nhắm vào hắn, Thường Hải Tâm quá vô tội, một thiếu nữ hoa quý như vậy nếu như cứ vậy mà rời khỏi nhân thế, mệnh vận thật sự là quá bất công. Trương Dương cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hô cứu mạng yếu ớt, hắn theo tiếng chạy tới, trong khói lửa mù mịt tìm được một thiếu nữ, thiếu nữ đó lại không phải là Thường Hải Tâm, mà chiêu đãi viên của quán. Trương Dương đỡ cô ta dậy, thiếu nữ đó liều mạng ôm chặt cánh tay của Trương Dương. Giống như là người chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng vậy, cứu mạng, cứu mạng. Trương Dương nói, còn có người khác ở đây không? Thiếu nữ đó lắc đầu, Trương Dương ôm cô ta lên đi ra cửa an toàn, thiếu nữ đó mơ mơ màng màng nói, cứ đi thẳng về phía trước, rẽ trái. Cột nhà rơi xuống rồi, cô ta đẩy tôi ra, còn bản thân thì bị kẹt ở trong. Trương Dương trong lòng chấn động, lúc nào bóng người của nhân viên phòng cháy chữa cháy đã xuất hiện trong thị tuyến của hắn hai đội viên phòng cháy chữa cháy hô khẽ nơi này có người. Bọn họ chạy về phía Trương Dương, Trương Dương đưa thiếu nữ đó cho họ, quay người chạy về phía mà thiếu nữ đó đã chỉ. Một nhân viên phòng cháy chữa cháy lớn tiếng gọi, anh ra ngoài đi, bên trong nguy hiểm lắm. Anh ta đuổi theo Trương Dương, muốn ngăn Trương Dương lao vào đám cháy, một chiếc xà ngang bị thiêu cháy đổ sập xuống, suýt nữa thì đè chúng đội viên đó, trần nhà ở phía sau Trương Dương đổ sập xuống từng mảng, đội viên phòng cháy chữa cháy đó không thể không lui lại. Thứ mang lại khó khăn lớn nhất cho công tác tìm kiếm và cứu người chính là khói. Đội viên phòng cháy chữa cháy đang giúp đỡ những người được cứu ra rời khỏi hiện trường hỏa hoạn một cách có trật tự. Thường tụng và vợ xuống xe, nhìn lửa và khói ở trước mặt, cơ nhục trên mặt thường tụng cứng đở ra đó như đá đại lý. Viên chi thanh thì không thể nào khống chế được tình tự nữa rồi, ôm miệng, nước mắt rơi lã trã, hét lên một cách thê lương, hải tâm của tôi. Thường Hải Long và Tiết Yến đi tới trước mặt cha mẹ, Thường Hải Long mặt đầy vẻ áy náy, nói cha, mẹ. Thường Tụng hỏi khẽ tình hình thế nào rồi? Con không biết, Trương Dương xông vào cứu Hải Tâm, nhưng mãi vẫn chưa tới ra. Hai hàng lông mày của Thường Tụng nhíu chặt lại, mày vì sao không dám đi? Thường Hải Long nói, cậu ta không để cho con đi. Cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn Bàng Trung Lương và đại đội trưởng phòng cháy chữa cháy Trần Quốc Thằng nghe nói là thị trưởng Thường Tụng đến, hai người vội vàng bước tới bàng trung lương nói thị trưởng thường căn cứ vào tình huống hiện tại mà chúng tôi nắm được tình hình thương vong chắc không đến nỗi quá nghiêm trọng tầng 3 bốc cháy trước tầng một nổi lửa sau rất nhiều khách khứa đã kịp thời thoát ly an toàn trần quốc thăng nói thị trưởng thường ngài yên tâm đi quan binh phòng cháy chữa cháy chúng tôi nhất định sẽ tận lực cứu mỗi một người thường tụng sắc mặt tái xanh lại gầm lên anh không đi chỉ huy cứu hỏa còn đứng đây lắm lời làm cái gì đi mau đi Trần Quốc Thắng bị mắng cho mặt đỏ bừng, quay người vội vàng đi, thường tụng mắng rất đúng, công tác hiện tại của gã nên là chỉ huy cứu hỏa chứ không phải là gì khác. Trong lòng bàng trung lương cực kỳ nặng nề, biểu hiện vừa rồi của thường tụng đã chứng minh sự phẫn nộ của ông ta, nếu như thường hải tâm xảy ra bất chắc gì, không những Trần Quốc Thắng xui xẻo, chỉ sợ ngay cả cục trưởng công an là y cũng xui xẻo theo. Thường tụng ở ngay hiện trường gọi điện cho phó thị trưởng Giang Cảnh Hòa phụ trách công an và phòng cháy chữa cháy, thường tụng gầm vào điện thoại, Giang Cảnh Hòa, anh có biết làm việc không đấy? Một buổi tối mà đến hai vụ hỏa hoạn, ngày mai anh tự mình đưa đơn xin từ trước đến văn phòng của tôi đi. Bàn Trung Lương nghe mà giật thoát cả mình, thường tụng phát huy rồi, ở Lam Sơn khác với những thành thị khác, những thành thị khác đều là bí thư nói là nhất, nhưng ở Lam Sơn bọn họ thị trưởng thường tụng này còn cường thế hơn, bí thư thị ủy Chu Vũ Dương chỉ là một khách qua đường. Gần đây tin tức xoay quanh việc y sắp thăng thiên lên nhậm chức ở tỉnh Lý bay đầy trời, trước bí thư thị ủy Lam Sơn đã là vật trong túi thường tụng, đám quan viên như bọn họ không ai dám đắc tội với thường tụng cả. Bàng Trung Lương thầm cầu khẩn, hy vọng thường hải tâm có thể đại nạn không chết. Trương Dương án chiếu theo nơi mà nữ triều đại viên đã nói để tìm thường hải tâm, trên đường không ngừng có vật liệu xây dựng bị thiêu cháy rơi xuống, Trương Dương lợi dụng rèm cửa sổ đã được nhung ướt né được từng loạt không tập, thông đạo ở phía trước đã sập hoàn toàn, Trương Dương lớn tiếng gọi tên của thường hải tâm. Trong biển lửa và khói mù, hắn nghe thấy tiếng ho kịch liệt của một cô gái. Trương Dương không thể nào đi qua được thông đạo đang bốc cháy, hắn một cước đá tung cửa phòng ở bên cạnh, lại một quyền đấm ra một cái lỗ lớn ở trên tường, những bức tường này đều là dùng tấm thạch cao và thép nhẹ hình rẻ quạt để cách ly, loại tài liệu này căn bản không ngăn cản được Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương lợi dụng loại phương pháp này, liên tục xuyên qua hai phòng mới vòng được qua thông đạo đã sụp đổ, đụng bay cửa phòng đã cháy rụi, trên thông đạo hẹp đầy khói hắn theo tiếng ho mà bước đi, ở trong khói mịt mù sờ thấy một thân thể mềm mại, Trương Dương ôm cô ta lên, bởi vì khói đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị tuyến của hắn, cho nên hắn không thể phân biệt được cô gái này có phải là thường hải tâm hay không, nhưng nghe thấy giọng nói hư nhược của cô ta, Trương Dương, Trương Dương. Vành mắt Trương Dương nóng lên, cô gái ở trong lòng tất nhiên là thường hải tâm rồi, hắn ôm chặt lấy thân thể của thường hải tâm, một cây xà nhà từ trên cao đổ xuống, đập lên lưng hắn, trương đại quan nhân bị một kích nặng nề này khiến cho lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất hắn cố gắng để không ngã tránh cho thường hải tâm bị tổn thương nặng hơn con đường mà hắn đi tới đã bị khói và lửa phong tỏa rồi trương dương ôm thường hải tâm đi tới cửa sổ hắn dùng rèm cửa ướt bọc lấy tay rồi đẩy cửa sổ đang bốc cháy ra ôm thường hải tâm nhảy lên thường hải long là người đầu tiên nhìn thấy trương dương gã kích động hét lên trương dương là trương dương Thường Tụng cũng nhìn thấy rồi, Viên Chi Thanh nhìn thấy con gái ở trong lòng Trương Dương, bà ta che miệng không ngừng khóc. Thường Tụng gầm lên với Bàng Trung Lương ở bên cạnh, anh còn đứng ngây ra đây làm gì, mau đi cứu người đi. Bàng Trung Lương lúc này mới hồi thần lại, vội vàng chỉ huy thang mây, bảo đội viên phòng cháy chữa cháy mau mau cứu người. Trương Dương quay người lại nhìn, thế lửa vừa giảm bớt lại ngóc đầu trở lại, giống như là thủy triều gầm rít mà tới ở sau lưng hắn, thang mây còn cách bọn họ một đoạn cự ly một cảnh khiến cho tất người có mặt ở hiện trường phải há miệng trợn mắt phát sinh, trương đại quan nhân ôm thường hải tâm lăng không bay lên, ổn định hạ xuống xe thùng cấp cứu của thang mây phòng cháy chữa cháy còn cách họ tới 3 mét. Đồng thời, lửa ở phía sau dẫn tới vụ nổ, một ngọn lửa phải cao tới hơn 10 mét từ trong cửa sổ phun ra, một con rồng lửa hoàn toàn cắn nuốt vị trí mà Trương Dương và Thường Hải Tâm đứng vừa rồi. Thường Tụng đã mất đi sự chấn định, ông ta gầm lên, hạ xuống, hạ xuống. Thang mây chậm rãi hạ xuống, khi Trương Dương ôm Thường Hải Tâm đứng dậy thì hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thường Hải Long kích động ôm trầm lấy Tiết Yến. Thường Hải Tâm đã hôn mê rồi, Trương Dương lưu ý thấy má trái của cô ta bị bỏng, lưu lại một vết thương to như miệng chén, có điều may mắn là sinh mạng của cô ta không có gì đáng ngại. Trương Dương ôm Thường Hải Tâm hạ xuống mặt đất, gia đình Thường Tụng đều vây lên, Viên Chi Thanh nhìn con gái đã khóc không thành tiếng rồi. Trương Dương nói: sinh mạng không có gì đáng ngại cả mọi người yên tâm đi bác sĩ ở hiện trường vội vàng chạy tới đưa thường hải tâm lên cáng cứu thương trương dương nói với thường hải long anh đi theo họ đi tôi thu xếp chút rồi tới bệnh viện thường tụng gật đầu với trương dương sự biết ơn ở trong lòng không thể nói hết thành lời trương dương ở trong vụ hỏa hoạn lần này chỉ bị thương nhẹ hắn hơi xử lý một chút có điều khiến trương đại quan nhân bực bội là tóc bị cháy thảm không nỡ nhìn chỉ sợ là phải cạo chọc đầu rồi. Lúc hắn tới bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Lam Sơn, Thường Hải Tâm đã được đưa tới phòng cấp cứu, một nhà thường tụng đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi dành cho khách quý đợi, phó thị trưởng Tần Thanh nghe tin cũng chạy tới, cảm thấy lo lắng không thôi về Thường Hải Tâm. Nhìn thấy Trương Dương vào, Tần Thanh nhìn hắn với vẻ quan thiết, tuy không nói gì, nhưng vẻ quan tâm và khẩn trương ở trong mắt sớm đã lộ ra hết. Trương Dương mỉm cười với Tần Thanh. Thường Hải Long bước tới, Nói Trương Dương, cậu không sao chứ? Trương Dương lắc đầu, nói chỉ bị chút thương nhẹ thôi, tôi da thịt dày lắm, không có vấn đề gì. Thường Tụng nói, tốt nhất cứ tới chỗ bác sĩ nhờ họ xử lý đi. Lúc đang nói chuyện thì viện trưởng bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Lam Sơn Dương Hồng Chính bước vào, y và hai vợ chồng Thường Tụng là bạn bè, Viên Chi Thanh vội vàng đứng dậy, nói, "Lão Dương, Hải Tâm nhà chúng tôi sao rồi?" Dương Hồng Chính thở dài, nói tính mạng thì không có gì đáng ngại cả, nhưng vết bỏng trên mặt quá nặng, sau này khẳng định là lưu lại sẹo, phải làm phẫu thuật gấy ghép ra. Trương Dương sớm đã đoán trước được những lời này của Dương Hồng Chính, hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Viên Chi Thanh nghe thấy con gái bị bỏng nghiêm trọng như vậy, không khỏi lại bật khóc. Thường Tụng nói, khóc cái gì? Con gái thoát chết là chuyện đáng để chúc mừng rồi, có gì mà phải khóc? Viên Chi Thanh sụt xịt nói, ông nói nghe thì dễ lắm, một đứa con gái quan trọng nhất là dung mạo của mình, hiện tại Hải Tâm bị bỏng thành như thế, ông bảo nó sau này làm thế nào mà gặp người ta đây. Kỳ thực trong lòng thường tụng cũng không dễ chịu gì, ông ta mấp máy môi, nói, Hồng Chính, chuyện của Hải Tâm nhờ cả vào anh đó, trong trị liệu chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Dương Hồng Chính nói, thị trường thường, với quan hệ của chúng ta, tôi khẳng định sẽ tận lực mà làm, có điều vết bỏng của Hải Tâm quả thực là quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục tôi thấy rất khó sau khi dương hồng chính đi cả nhà thường tụng lại rơi vào trong lo lắng và đau khổ tần thanh lăng lẽ nói với trương dương anh có biện pháp gì không cô ta có một lòng tin cực mạnh đối với y thuật của trương dương tin rằng trương dương nhất định có thể giúp thường hải tâm khôi phục lại dung nhan ngày trước tần thanh nói vậy tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang trương dương trương dương từng chữa bệnh phong thấp cho thường tụng có lẽ hắn đối với vết bỏng sẽ có biện pháp trương dương nói đợi sau khi tình hình của hải tâm ổn định lại Tôi sẽ xem thương thế của cô ta rồi mới biết được. Tâm tình của Trương Dương rất khó chịu, hắn cho rằng chuyện này là do mình mà ra, nếu không phải là có người muốn đối phó với hắn, cũng sẽ không theo dõi hắn tới quán karaoke thời đại mới để phóng hỏa, tiếp theo dẫn tới vụ tai nạn đột một này. Hắn một mình đi tới vườn hoa ở dưới nhà, ngồi trên băng ghế, nhìn bầu trời lưa thưa sao mà thở dài. Tiếng bước chân khẽ khàng của Tần Thanh vang lên phía sau hắn, Trương Dương không quay đầu lại. Cho tới khi Tần Thanh ngồi xuống cạnh hắn mới nói, tình hình sao rồi? Tần Thanh nói nhỏ, không có người chết, có 20 etdu người bị bỏng với trình độ khác nhau, phía quán karaoke thời đại mới đóng mất cửa thoát hiểm khẩn cấp, thiết bị của bọn họ cũng không phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy, lần này nhất định phải truy cứu trách nhiệm của người liên quan. Trương Dương nghe thấy tình huống lần này không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn, ít nhất thì không phát sinh tử vong, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tần Thanh nói, anh có đói không? Trương Dương lắc đầu, hắn nói khẽ chuyện này là nhắm vào anh. Tần Thanh run bắn lên, đôi mắt đẹp trợn trừng, đầy vẻ kinh hãi. Trương Dương nói, lúc anh vào toilet, có người vẩy xăng vào trong, muốn thiêu chết anh ở trong đó, anh phát hiện kịp thời, nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng anh không ngờ bọn họ lại phóng hỏa cả ở tầng 1, chắc là muốn hủy diệt chứng cứ. Tần Thanh phẫn uất nói, vì hủy diệt chứng cứ không ngờ lại muốn thiêu hủy cả một tòa nhà loại người này căn bản là không có nhân tính. Trương Dương nói, chuyện này anh tạm thời không muốn để người khác biết, anh nhớ giọng của tên đàn ông đó, chỉ cần để anh gặp lại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chạy được đâu. Tần Thanh nói, vì sao không nói ra, giao cho phía cảnh sát xử lý. Trương Dương nói, trước khi chị khỏi cho hải tâm, anh không có dũng khí đối diện với gia đình của thị trường thường, anh đối với hiệu suất làm việc của phía cảnh sát thiếu hụt lòng tin nghiêm trọng, Tần Thanh có thể thể hội được tâm tình của Trương Dương hiện tại, cô ta ôn nhu nói, đừng quá tự trách mình, chuyện này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Trương Dương lắc đầu, hắn tuyệt không tin đây là ngẫu nhiên. Lúc thường hải tâm tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, cô ta mở mắt ra muốn tìm gì đó, nhưng lại phát hiện cha mẹ đều ở cạnh giường. giọng nói của thường hải tâm có chút khàn khàn, cha. Mẹ, thường tụng mỉm cười gật đầu, nói, hải tâm, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thường Hải Tâm nói, khiến mọi người phải lo lắng cho con rồi. Viên Chi Thanh nhìn khuôn mặt của con gái, trong lòng chua xót vô cùng, bà ta quay đi lặng lẽ rơi lệ. Thường Tùng cực kỳ bất mãn đối với biểu hiện của vợ, nhưng ở trước mặt con gái lại không dám phát tác, nói khẽ Hải Tâm, đại nạn không chết tất sau này có phúc, thoát được khỏi kiếp nạn này, đường nhân sinh của con sẽ thuận buồm xuôi gió. Thường Hải Tâm không nhìn thấy Trương Dương, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát cô ta nói khẽ Trương Dương có sao không? Thường Tụng nói, không sao, vừa rồi còn ở đây, giờ chắc theo anh hai của con đi ăn sáng rồi. Nghe thấy con gái sau khi tỉnh lại nghĩ tới Trương Dương đầu tiên, Thường Tụng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại tự vị khó nói thành lời. Thường Hải Tâm lúc này mới ý thức được phần mặt đau ngâm ngầm, nhìn bờ vai đang run rẩy của mẹ, trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, nói khẽ gương, cho con mượn gương. Thường Tụng không nói gì, viên chi thanh mắt đỏ ửng nói con bé ngốc này trong bệnh viện thì lấy đâu ra gương thường hải tâm đột nhiên hét lên đưa gương cho con con cần gương viên chi thanh không nhịn được sự chua sót ở trong lòng nước mắt không khống chế được mà rơi tí tách thường tụng mấp máy môi nói khẽ đưa cho nó viên chi thanh nuốt lệ lắc đầu thường tụng gầm lên đưa cho nó viên chi thanh cuối cùng cũng lấy gương ra tay run run đưa cho con gái thường hải tâm nhìn mình ở trong gương dùng sức cắn chặt môi cô ta đột nhiên cầm gương đập mạnh vào tủ ở đầu giường chiếc gương vỡ tan món tay của cô ta bị cắt đứt nhiều chỗ máu lại ồ ồ chảy thường tụng phản ứng nhanh chóng đột nhiên nắm lấy hai tay con gái thường hải tâm nhìn cha nói cha để con chết đi viên chi thanh lao lên nắm lấy tay con gái thê lương nói hải tâm cảnh này cho dù là thường tụng trước giờ luôn kiên cường mà vành mắt cũng không khỏi đỏ lên Trương Dương và Thường Hải Long ăn xong liền quay về phòng, nhìn thấy cảnh ở trước mặt liền giật nảy mình, Trương Dương từ tất cả ở trước mặt đã đoán được là xảy ra chuyện gì, hắn nói khẽ có gì mà đòi chết đòi sống thế, có tôi ở đây thì vết thương nhẹ này có đáng là gì. Trương Dương nói thì nghe rất dễ dàng, nhưng hai vợ chồng Thường Tụng và Viên Chi Thanh đều nửa tin nửa ngờ, phía bệnh viện đã xác nhận rồi, vết bỏng của Thường Hải Tâm rất nặng, phần mặt bị bỏng cấp độ 2, cục bộ thì cấp độ 3. Bác sĩ đã xác định nếu như không tiến hành cấy ghép phần mặt, khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo. Điều này đối với một thiếu nữ xinh đẹp mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một tin tức tàn khốc. Thường Hải Tâm nhìn Trương Dương, cô ta nói khẽ tôi thật sự có thể được trị khỏi ư? Trương Dương cười nói có thế, nhưng không thể ở lại đây được. Thường Tụng nói Trương Dương, cậu nói đi, chỉ cần có thể trị khỏi được vết thương của Thường Hải Tâm, chúng tôi có thể làm tất cả. Trương Dương nói, trong tay tôi thiếu một số dược liệu, muốn đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất, cần phải phối hợp thiết bị tiên tiến của phía nhà máy dược. Như thế này đi, hôm nay để Hải Tâm và tôi cùng tới Giang Thành, tôi nghĩ muộn nhất là nửa tháng, tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy, giúp dung mạo của cô ấy khôi phục lại như xưa. Thường Tụng không chút do dự gật đầu, nói, được. Viên Chi Thanh nói, nhưng phía bệnh viện nói tình huống của Hải Tâm vẫn chưa ổn định cần phải quan sát thêm 24 tiếng thì tình hình của các cơ năng trên cơ thể mới ổn định lại được. Trương Dương nói, vậy thì đợi thêm mấy tiếng vậy, tôi thông chi cho phía Giang Thành chuẩn bị trước. Thường Hải Long nói, tôi lập tức đi chuẩn bị xe, lát nữa tôi sẽ đưa Hải Tâm đi. Viên Chi Thanh nói, mẹ cũng đi. Lúc này bác sĩ và y tế nghe tin chạy đến xử lý vết thương trên tay cho Thường Hải Tâm. Thường Tụng gật đầu, ông ta đánh ra mắt ra hiệu cho Trương Dương, Trương Dương hiểu ý, theo Thường Tụng đi ra hành lang ở bên ngoài. Thường Tụng nói: "Trương Dương, chuyện của Hải Tâm cậu rốt cuộc là chắc được mấy phần?" Ở trước mặt Thường Tụng Trương Dương không dám giấu, hắn thật thà trả lời: "Bảy thành, tôi đã liên hệ với tiến sĩ Vu Tử Lương rồi, lần này mang Hải Tâm về Giang Thành, không chỉ là dựa vào một mình tôi, thanh lý vết thương cũng rất quan trọng, tiến sĩ Vu rất có trình độ trong việc trị liệu vết bỏng, tôi cần sự phối hợp của ông ấy." Thường Tụng nói: "Trong ba đứa con, tôi yêu nhất chính là Hải Tâm." nhờ cả vào cậu đó. Trương Dương nói, thị trường thường yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tận lực mà làm. Cục trưởng Cục Công an thành phố Lam Sơn bàng Trung Lương tự mình tìm tới Trương Dương điều tra tình hình, căn cứ vào tình huống mà y nắm được, Trương Dương là người đầu tiên thoát khỏi hiện trường đám cháy, lại xông vào trong biển lửa cứu người, cũng là người sau cùng rời khỏi đó, tình huống mà hắn biết chắc là nhiều hơn người khác một chút. Trương Dương không nói chuyện có người phóng hỏa ra, hắn bình tĩnh nói, lúc đó sự việc phát sinh rất đột nhiên, tôi thấy lửa bốc lên, phản ứng đầu tiên chính là nhảy ra ngoài cửa sổ, sau khi thoát hiểm, là từ cửa lớn tiến vào, giúp người bị thương thoát khỏi đó. Bàng Trung Lương nói, căn cứ vào điều tra sơ bộ của chúng tôi, trận hỏa hoạn này chắc là bởi vì có người phóng hỏa, điểm xảy ra hỏa hoạn tổng cộng có ba nơi. Trương Dương nhíu mày, nói chẳng lẽ có người muốn nhắm vào thời đại mới ư? Bàng Trung Lương nói, trước mắt thì vẫn chưa rõ, Điều duy nhất có thể xác định chính là có người phóng hỏa, ông chủ của thời đại mới cũng bị tiếp nhận điều tra. Trương Dương nói, hy vọng các anh có thể sớm ngày điều tra ra chuyện này. Bàng Trung Lương nói, có lẽ sau này chúng tôi sẽ cần sự phối hợp của thị trưởng Trương. Trương Dương nói, không có vấn đề gì, có chỗ nào cần tôi, tôi khẳng định sẽ toàn lực phối hợp, có điều, tôi hôm nay phải rời khỏi Lam Sơn rồi, phía Giang Thành còn có rất nhiều công việc phải làm. Bàng Trung Lương nói, có việc thì tôi sẽ chủ động liên hệ với cậu. Trương Dương sau khi chia tay Bàng Trung Lương, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Trương Bích Quân. Trương Bích Quân vừa từ Đông Giang tới Lam Sơn, hiện tại đang ở quảng trường thị dân. Cô ta nói rất ngắn gọn, tôi có đầu mối rồi, lập tức tới quảng trường thị dân Lam Sơn. Trương Đại Quan Nhân đang khổ sở vì không có đầu mối, không ngờ Trương Bích Quân lúc này lại mang tới cho hắn tin tức tốt. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, Lập tức lái xe tới địa điểm gặp mặt với Trương Bích Quân. Trương Bích Quân ngồi xe Mercedes màu đen đỗ ở khu 100 bãi đỗ xe dưới đất. Trương Dương lái xe pick up đỗ cạnh xe Mercedes, sau đó đẩy cửa bước xuống, bước vào trong xe Mercedes. Trương Bích Quân nhìn cái đầu vừa cao của Trương Dương, không khỏi cười nói, cạo đầu à, sao chẳng cố kỵ tới hình tượng của cán bộ quốc gia gì cả. Trương Dương nói, hôm qua suýt nữa biến thành thì quay rồi, tóc cũng bị cháy sạch cạo đầu đi trông còn dễ coi hơn chút. Trương Bích Quân nói, vừa nhận được tin tức, người muốn ám sát cậu là hai sát thủ chuyên nghiệp, bọn chúng làm thuê cho bí thư ủy ban chính pháp Nam Tích Đường Hưng Sinh. Trương Dương ngây ra, Đường Hưng Sinh ư? Trương Bích Quân gật đầu, nói tin tức nội tuyến đấy, rất đáng tin cậy. Hai người này hiện tại vẫn chưa rời khỏi Lam Sơn, đang ở trong khách sạn Phú Nguyên ở mặt Bắc Quảng Trường. Tôi đã bảo người theo dõi chúng rồi, bọn chúng cả ngày hôm nay đều không rời khỏi phòng. Trương Bích Quân đưa số phòng cho Trương Dương. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, nói tôi đi đập chết hai thằng xúc sinh này. Trương Bích Quân nói cậu hại đường hư sinh thân bại danh liệt, khiến y phải đi tha hương, y hận cậu cũng là bình thường. Hai tên sát thủ này là nội ứng của y ở quốc nội ra mặt liên hệ, giải quyết bọn chúng nhất định phải dứt khoát gọn gàng. Chúng tôi biết được chuyện này cũng là trùng hợp thôi. Trương Dương gật đầu. Trương Bích Quân đưa một cái túi sách tay cho hắn, bên trong là một số đồ cần thiết, lúc tiến vào tòa nhà, chúng tôi sẽ đóng tất cả hệ thống giám thị, cậu cứ yên tâm lớn gan mà làm. Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, cô đối với tôi tốt quá, lần này tôi có phải là lại thiếu cô một cái nhân tình không? Trương Bích Quân cười nói, cậu là đối tượng bảo hộ trọng điểm của chúng tôi, chuyện của Lưu Khánh Vinh, khư phương tiên cậu còn chưa giúp chúng tôi tra rõ, cho nên tôi không thể để cậu xảy ra bất kỳ bất chắc gì. Trương Dương kéo cái túi ra, từ bên trong lấy ra một cái mũ lưới chai đội lên đầu, sau đó lại dán dâu giả lên, đeo mũi giả và kính, trông giống như một nam tử trung niên. Trương Bích Quân nói, trong túi có một số độc phẩm, sau khi cậu vào phòng khống chế chúng, có thể tiêm những thứ này vào tĩnh mạch của chúng, cho dù là cảnh sát điều tra thì cũng sẽ cho rằng bọn chúng vì trích ma túy mà sốc chết. Trương Dương cười nói, cô nghĩ cũng chu đáo quá nhỉ, để tôi đi chứng thực xem nào. Trương Dương nghênh ngang đi vào trong khách sạn Phú Nguyên, tới phòng 526, lợi dụng thẻ mà phía quốc an đã chuẩn bị sẵn mở cửa phòng. Hai tên nam tử đang ngồi ăn mì ở trong phòng ngây ra, bọn chúng thực sự nghĩ không thông người này làm sao mà vào được. Một người trong đó phản ứng rất nhanh, thò tay xuống dưới gối rút ra một thanh khai sơn đao. Nhưng gã còn chưa kịp dơ khai sơn đao lên thì Trương Dương đã giống như là một con báo sông tới, một quyền đấm trúng cổ gã, một cước đá vào bụng tên còn lại. Hai người bị hắn đánh cho ngay lập tức mất đi năng lực phản kháng, Trương Dương bước lên điểm huyệt chúng hai người sợ hãi nhìn trương dương muốn lên tiếng như không phát ra được bất kỳ thanh âm nào trương dương trước tiên nắm lấy một tên trong đó giải huyệt gâm cho gã nói đi nam tử đó run giọng nói anh có phải là tìm lầm người hai mắt trương dương bắn hàn quang một tay hắn nắm lấy cổ nam tử đó nhấc thân thể to béo của gã lên khỏi mặt đất sau đó ép vào tường nhặt thanh khai sơn đao lên dí vào ngực gã lạnh lùng nói giọng nói của mày có hóa thành cho tao cũng nhận ra hôm qua tưới xăng có phải là thích lắm không? Nam tử đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch, gã không thể nào ngờ được, sau khi phóng hỏa, Trương Dương còn có thể từ trong biển lửa thoát ra được, càng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn lại tìm được mình, run giọng nói anh. Anh nhận lầm người rồi. Trương Dương nói, đường hưng sinh đưa cho chúng mày bao nhiêu tiền. Nam tử đó lúc này đã hoàn toàn hiểu rằng Trương Dương đã nắm rõ được đầu đuôi chuyện này, sắc mặt biến thành trắng bệch, chán lấm tấm mồ hôi, nói khẽ tôi. Tôi sai rồi. Trương Dương nói, đường hưng sinh thông qua ai để liên hệ với chúng mày? Tông Kỳ Vĩ. chương 445, căn cứ khoa học. Trương Dương gật đầu, thò ngón tay ra điểm huyệt câm của gã. Hai nam tử lập tức mềm hoạt nằm trên giường, nhìn Trương Đại Quan Nhân đeo găng tay, từ trong túi chậm rãi lấy ra một cái ông tiêm, ánh mắt của hai người đầy vẻ tuyệt vọng. Trương Dương cũng không phải là muốn giết người, nhưng tao ngộ của thường hải tâm khiến hắn hận đám người này tới tận xương tủy hai tay đám người này đã dính đầy máu tanh nếu như bỏ qua cho chúng chẳng khác nào lưu lại ẩn hoạn sau này sẽ còn làm nguy hại tới sự an toàn của thân nhân và bạn bè của mình thái độ của trương dương đối với một số chuyện trong bất chi bất giác bởi vì chuyện của thường hải tâm mà thay đổi trương dương chậm rãi tiêm độc dịch vào tính mạch của chúng hắn lưu ý tới vết tiêm dày đặc trên phần bắp tay của hai người này hai người này xem ra đều không ngừng tiêm ma túy Trương Dương không thể không bội phục năng lực điều tra của quốc an, mỗi một bộ phận đều nghĩ rất chu đáo, tiêm ma túy quá liều nên sốc thuốc chết, một lý do quá hay. Trương Dương nói, tự mình gây tội nhiệt thì không thể nào sống được, chúng mày đi mạnh giỏi, còn tên tông kỳ vĩ đó, tao sẽ thay chúng mày hỏi thăm hắn. Nói xong những lời này, Trương Dương bước ra khỏi phòng, chấn định tự nhiên đóng cửa phòng lại, rời khỏi khách sạn Phú Nguyên. Trương Bích Quân ngồi ở trong quán cà phê Lam Ngạn, nhìn Trương Dương đã dở bờ lớp ngụy trạng, bước tới quảng trường thị dân, đi đến trước mặt cô ta. Trương Bích Quân mặc váy bò, đeo kính đen to tướng, trang điểm như quý phu nhân. Trương Dương ngồi xuống đối diện cô ta, cởi cái mũ lưới chai ở trên đầu xuống, sờ sờ cái đầu chọc lốc, mỉm cười nói tất cả đều thuận lợi. Trương Bích Quân nói, chứng thực chưa? Trương Dương gật đầu, nói, không sai, chính là y. Nhân viên phục vụ mang cà phê tới, không khỏi nhìn vào cái đầu chọc lốc của Trương Dương, Trương Dương trừng mắt lên, ánh mắt bức người chiếu ra, dọa cho nhân viên đó giật bắn mình, cái khay trong tay cũng không cầm vững, len keng rơi xuống đất, quản lý ca trực vội vàng tới luôn miệng xin lỗi họ. Trương Bích Quân xua xua tay, đợi khi bọn họ đi rồi mới nói với Trương Dương, đội mũ vào đi, bộ dạng này trông hung hãn quá. Trương Dương cười nói, tôi thì cảm thấy tạo hình này rất khệnh. Trương Bích Quân nói, có tìm thêm được manh mối gì không? Trương Dương nói, hỏi được tên một người, Tông Kỳ Vĩ. Trương Bích Quân đã đẩy ảnh của Tông Kỳ Vĩ tới trước mặt Trương Dương, Trương Dương cầm ảnh lên xem. Trương Bích Quân nói, người này đã bị chúng tôi khống chế rồi, muốn lợi dụng gã để dụ Đường Hương sinh ra. Trương Dương nhíu mày, cũng chính là nói tôi không thể đụng vào gã được nữa. Trương Bích Quân cười nhạt, nói tạm thời thôi, thả dây câu dài mới bắt được cá lớn, phía Quốc An chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ quan trọng để chúng tôi truy bắt một số quan viên chạy ra nước ngoài. Đường hương sinh rất giảo hoạt, Singapore và chúng ta không có luận dẫn độ, muốn bắt được y thì chỉ có thể lợi dụng tông kỳ vĩ. Trương Dương nói, cô có phải là lợi dụng tôi đi giải quyết hai tên sát thủ đó, từ đó mà bảo chứng tống kỳ vĩ không bị lộ. Hắn cảm thấy có chút bực mình, mình có thể lại bị quốc an lợi dụng rồi. Trương Bích Quân nói, tổ chức sẽ tận lực đảm bảo cho sự an toàn của cậu. Trương Dương khinh thường nói, bảo hộ thế này à? tôi tí nữa thì biến thành việc quay Bắc Kinh rồi. Trương Bích Quân nói, chuyện này không liên quan gì tới tổ chức, đường hưng sinh là kẻ thù tự cậu trêu vào, nếu không phải là chúng tôi trùng hợp biết được chuyện này từ chỗ tống kỳ vĩ, cậu tới giờ vẫn chưa biết kẻ phóng hỏa là ai đâu. Trương Dương trầm mặc, Trương Bích Quân quả thật là nói rất đúng. Trương Bích Quân nói, có một số chuyện không thể nhìn vẻ bề ngoài, chuyện của Lưu Khánh Vinh, chuyện của Khư Phượng Tiên, chuyện liên quan tới cha tấn Bắc muốn đầu tư vào sân bay mới, sau lưng một loạt những sự kiện này rốt cuộc là có âm mưu gì hay không, đều cần cậu đi điều tra. Trương Dương, thời gian mà chúng tôi cấp cho cậu đã nhiều rồi. Trương Dương nói, tôi đã đáp ứng các cô thì sẽ điều tra rõ chuyện này, tôi cũng nhắc cô nhớ một chuyện, bất kể là Tông Kỳ Vĩ hay là Đường Hưng Sinh, bất kể là các cô có bắt chúng hay không thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hai thằng khốn nạn đó. Buổi sáng, Thường Hải tâm dưới sự đi cùng của cả nhà tới Giang Thành, sau khi tới Giang Thành, lập tức chuyển vào phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện ngoại khoa Quang Từ. Phu tử Lương và vợ là Chu Tú Lệ đều đã đợi ở bệnh viện, bọn họ ngay lập tức kiểm tra thương thế của Thường Hải Tâm. Viên Chi Thanh vào cùng con gái, chịu đứng lâu như vậy nên bà ta mệt mỏi vô cùng, lộ ra vẻ rất tiêu tủy. Con trai lớn Thường Hải Thiên cũng tới bệnh viện đợi, gã nắm chặt tay mẹ, khuyên, mẹ, y thuật của bác sĩ Vu rất cao, Hải Tâm giao cho ông ấy trị liệu, mẹ cứ yên tâm đi, con đưa mẹ đi nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng để sức khỏe suy sụp. Viên Chi Thanh lắc đầu, nói, mẹ không đi đâu cả, ở đây đợi kết quả của bác sĩ Vu. Vu Tử Lương sau khi kiểm tra thương thế xong cho Thường Hải Tâm, gật đầu với Trương Dương, hai người vào phòng làm việc của ông ta, Vu Tử Lương nói, vết bỏng rất nặng, nếu như không tiến hành cấy ghép ra, khả năng sẽ lưu lại sẹo diện tích lớn. Trương Dương nói, bỏng cấp độ 3 đại khái có bao nhiêu diện tích, Phu tử lương vẽ một đầu người trên bảng đen của văn phòng, sau đó dùng dùng phấn vẽ một vòng ở trên má trái, đại khái khoảng 12mm vuông, diện tích lớn như vậy rất khó khép lại. Độ bỏng cấp 2 ở xung quanh nếu như y tá của chúng tôi trị liệu tốt, có lẽ có thể không lưu lại sẹo, nhưng vết bỏng cấp độ 3 thì chúng tôi thực sự là không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Trương Dương nói, điều mà ông cần phải là triệt để làm sạch vết bỏng, dưới tiền đề ở nơi bị tổn thương ít nhất. Tại bộ vị bị tổn thương làm ra mặt ngoài vết thương mới, tôi phụ trách tái sinh và phục hồi da thịt của cô ta." Phu tử Lương bán tính bán nghi nhìn Trương Dương, tuy ông ta đã lãnh giáo thủ đoạn bất khả tư nghị của Trương Dương, nhưng lần này là vết bỏng, ông ta thực sự không thể tưởng tượng được, làm thế nào mà có thể tái sinh hoàn chỉnh tổ chức biểu mô trên lớp da đã bị bỏng cấp độ 3 và khôi phục lại như xưa mà không lưu lại sẹo." Trương Dương nói, "Ông có thể làm được không?" Phu tử Lương nói, loại làm sạch này nghe thì rất đơn giản, nhưng làm rồi thì mới biết là khá phức tạp, mà trong công tác này thì vợ tôi lợi hại hơn tôi, hay là giao cho cô ấy đi. Trương Dương nói, cần bảo nhiêu lâu. Vu tử lương nói, tối nay trước tiên quan sát tình huống đã, 9 giờ sáng ngày mai thì có thể gây mê đưa vào phòng phẫu thuật. Ông ta nhìn đồng hồ, nói, chỉ còn lại không tới 6 tiếng nữa. Trương Dương nói, được, trước 9 giờ ngày mai tôi sẽ tới đây. Thường Hải Thiên và Trương Dương cùng tới nhà máy chế thuốc Giang Thành, gã gọi cả 6 kỹ sư và 10 kỹ thuật viên cao cấp của phòng thí nghiệp tới nhà máy, mục đích chính là để cùng Trương Dương chế thuốc mỡ bôi bỏng. Trương Dương lại một lần nữa thay đổi phương thuốc chữa bỏng trước đây của mình, ở bên trong hỗn hợp thêm một bộ phận thành phần của nghịch thiên đan, sau khi kê đơn xong, Thường Hải Thiên ngay đêm sai người đi làm. Tình hình của em gái khiến gã rất đau lòng, mỗi một khâu đều là gã tự mình giám sát, cố gắng để không xảy ra sai lầm gì. Trương Dương nhìn ra vẻ khẩn trương của Thường Hải Thiên, an à, ủi gã, anh yên tâm đi, phương thuốc này của tôi rất linh nghiệm, có công hiệp làm tái tạo lớp da, lại mượn thuốc để khôi phục bên trong, tôi tin rằng Hải Tâm nhất định có thể khôi phục lại dung nhan ngày trước. Thường Hải Thiên nói, cả nhà chúng tôi đều coi Hải Tâm như Minh Châu, không ngờ nó lại gặp phải kiếp nạn này, nếu có thể thì tôi tình nguyện chịu khổ thay nó. Tôi đằng nào cũng xấu rồi, nhưng chuyện này không ngờ lại rơi lên người nó. Thường Hải Thiên thở dài, vẻ mặt buồn bã, phanh mắt đỏ lửng lên, tình cảm anh em sâu đậm khiến người ta cảm động. Trương Dương nói: anh còn nhớ Tần Hoan không? Bệnh của nó nặng như vậy mà chúng tôi còn có thể giúp nó cải tử hoàn sinh, huống chi chỉ là vết thương ngoài da như Hải Tâm. Thường Hải Thiên mấp máy môi, vỗ vai Trương Dương, nói: tôi tin anh. Áp lực ở trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng lớn vô cùng, diện tích bỏng trên mặt Thường Hải Tâm rất lớn, trước đây hắn từng trị liệu vết bỏng, cũng từng trị liệu vết sẹo nhưng lại chưa từng gặp phải vết bỏng nào có trình độ nghiêm trọng và diện tích lớn như vậy. Ở triều đại tuy tất nhiên không có khái niệm phân độ bỏng, sau khi tiếp xúc với y học hiện đại, Trương Dương biết rằng bỏng cấp 3 trong nhận thức của y học thì để lại sẹo là không thể nào tránh khỏi. Nguyên nhân chân chính khiến Trương Dương bất an là thường hải tâm lần này bị bỏng hoàn toàn là bởi vì mình làm liên lụy, trừ tần thanh ra, hắn không nói cho bất kỳ ai biết, tuy hắn đã thành công trừ khử hai tên hung đồ phóng hỏa rồi, nhưng trong lòng vẫn không thể nào có được sự yên bình. 8 giờ sáng, Vu Tử Lương lặng lẽ ngồi trong văn phòng, phương án phẫu thuật đã được quyết định rồi, sự thần kỳ của Trương Dương ông ta không chỉ kiến thức qua một lần, cho nên Vu Tử Lương dám đáp ứng lần phẫu thuật mà trong mắt các bác sĩ khác có thể gọi là bất khả tư nghị này. Để làm sạch vết thương toàn diện, loại bỏ tổ chức bị hỏng, dưới tiền đề tạo thành tổn thương nhỏ nhất, phân ly ra mặt ngoài vết thương mới, nghe thì không phức tạp nhưng chuyện tiếp theo lại là trị liệu không nằm trong khái niệm thường quy, mà là dùng phương thuốc do Trương Dương tự tay phối chế. Vợ của ông ta, chủ tú lệ nhắc nhở Tử Lương, anh phải nghĩ cho kỹ, nếu như án chiếu theo phương án trị liệu thường quy, chúng ta có thể đợi sau khi vết thương mọc lại tổ chức thịt mới rồi tiến hành phẫu thuật gấy ghét, sau đó lại trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, cho dù là không thể hoàn toàn khôi phục dung mạo của cô ta thì cũng có thể làm được bảy thành. Nhưng phương thuốc do Trương Dương phối trí thậm chí còn chưa trải qua thí nghiệm dược phẩm chúng ta không biết thành phần bên trong, không biết hiệu quả trị liệu cụ thể. Thậm chí có thể nói là chúng ta căn bản không biết gì về nó, vạn nhất xảy ra nhiễm trùng sau phẫu thuật, hoặc là thường hải tâm quá mẫn cảm với loại thuốc cao này, lúc đó không chỉ đơn giản là làm chậm trễ thời cơ trị liệu đâu. Hai tay vô tử lương đan lại với nhau, lông mày nhíu chặt, ông ta đang suy nghĩ gì đó. Chu Tú Lệ lại nói, Thường Hải Tâm là con gái của thị trưởng Lam Sơn Thường Tục, nếu chúng ta lần này xảy ra bất kỳ vấn đề gì, có thể là thanh danh một đời bị hủy trong phút chốc, tử lương, em thật sự không muốn anh mạo hiểm. Vô tử lương nói khẽ Trương Dương chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Chu Tú Lệ nói, bất kể là anh ta có bản sự gì, thì cũng chỉ là một tốt nghiệp sinh vệ giáo, có thể là có được mấy phương thuốc thần kỳ do cha ông để lại, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể chữa được bách bệnh. Tử lương, chúng ta khổ cực nghiên cứu y học nhiều năm như vậy, tới giờ anh đã công thành danh toại, chẳng lẽ vì muốn nghiệm trước một cái thần kỳ gì đó mà lại đi mạo hiểm ư? phu tử lương nói, anh tin Trương Dương sẽ không lấy tính mạng của bạn bè ra mạo hiểm, cậu ấy là một người trẻ tuổi có trách nhiệm. Chu Tú lại còn muốn nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Dương và Thường Hải Thiên cùng nhau bước vào. Vu tử lương nói, thuốc phối chế xong chưa? Trương Dương gật đầu, nói, phối chế xong hết rồi, toàn bộ đều sản xuất trong điều kiện vô khuẩn, cho nên không cần phải lo lắng tới vấn đề nhiễm trùng. Chu Tú Lệ nói, Trương Dương, cậu rốt cuộc nắm chắc được mấy phần? Trương Dương nói, hiện tại có 8 phần. Vu Tử Lương nói, chuẩn bị phẫu thuật. Chu Tú Lệ cắn chặt môi, bà ta biết chồng mình đã hạ quyết tâm phẫu thuật cho Thường Hải Tâm rồi, bà ta không nỡ nhìn chồng mình mang thanh danh nửa đời người ra mạo hiểm, liền nói khẽ loại phẫu thuật này để em làm đi, ở phương diện này em khá hơn. Trương Dương và Thường Hải Thiên đều không phải là kẻ ngốc, bọn họ đã hiểu rằng hai vợ chồng Vu Tử Lương lúc này đang phải đối diện với áp lực cực lớn. Thường Hải Thiên nói: "Bác sĩ Vu, bác sĩ Chu, đối với một cô gái trẻ mà nói, dung mạo thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng, nếu như Hải Tâm không thể khôi phục được dung mạo, chỉ sợ nó sẽ không bao giờ còn được vui vẻ nữa, xin hai người." Chu Tú lệ ngắt lời của Thường Hải Thiên, "Dung mạo quan trọng hơn tính mạng ư?" Nếu không còn mạng vậy thì dung mạo có đẹp hơn nữa thì dùng vào chỗ nào? Phương pháp khôi phục dung mạo còn có rất nhiều, chúng ta có thể tuần tự mà làm, có thể án chiếu theo phương pháp khoa học. Vu Tử Lương ở bên cạnh vội vàng ngắt lời vợ, "Tú Lệ, đủ rồi." Trương Dương giờ mới hiểu, áp lực của vợ chồng Vu Tử Lương là tới từ mình, hắn mỉm cười với Chu Tú Lệ, "Bác sĩ Chu không có lòng tin đối với thuốc của tôi." Chu Tú Lệ không chút che giấu gật đầu, nói, "Tôi biết là anh cũng hiểu một chút về y học." Trong tay cũng có rất nhiều phương thuốc, nhưng người ta không phải là vĩnh viễn gặp may mắn, thường hải tâm là bị bỏng độ 3, chỉ bằng vào thuốc cao của anh là có thể giúp cô ta lên được da mới ư. Vậy thì lý luận y học của chúng tôi có phải là bị anh lật đổ không? Vậy thì khoa bỏng mà chúng tôi trải qua nhiều năm mới hình thành được há chẳng phải là trò đùa ư? Trương Dương nói, lý luận y học mà cô nói và khoa học bỏng toàn bộ đều là của nước ngoài, đều là y học phương Tây rất nhiều thứ của trung y không cần dùng lý luận để giải thích. Chu Tú lệ cực lực phản đối, bất kỳ chuyện gì cũng đều phải là khoa học làm căn cứ. Anh làm thể nào mà khiến tôi tin được thuốc cao của anh có thể mang tới tác dụng mọc lại da? Anh có nghĩ tới bất kỳ thuốc nào cũng đều có tính nguy hiểm? Nếu sau khi phẫu thuật lại bị nhiễm trùng, nếu trong quá trình phẫu thuật phát sinh phản ứng quá mẫn cảm, ai sẽ chịu trách nhiệm vì tính mạng của cô bé đáng thương này đây? Thường Hải Thiên cắn chặt môi từ vẻ mặt của gã có thể nhìn thấy gã đang do dự rồi. Trương Dương nói, bác sĩ Chu, tôi không thể dùng căn cứ khoa học để chứng minh dược phẩm của tôi có công hiệu, nhưng nếu như bỏ lỡ thời cơ trị liệu, vậy thì sẽ mang lại sự đau khổ cả đời cho hải tâm. Chu Tú Lệ nói, vì dung mạo mà lấy tính mạng ra mạo hiểm thì có đáng không? Chức trách của bác sĩ chúng tôi là cứu sống, chăm sóc người bị thương, không có bất kỳ cái gì đáng quý hơn sinh mạng cả. Tôi biết cậu đã giúp Tử Lương rất nhiều, Tử Lương cũng tin cậu, nhưng bất kỳ lòng tin nào cũng có thể là mù quáng. Phu tử lương nói, tú lệ, em nói lăng nhăng gì đó. Trương Dương không để ý tới ngôn từ có chút quá khích của Chu tú lệ, thân là một bác sĩ có nguyên tắc, cô ta không hề có bất kỳ lỗi lầm nào. Trương Dương nói, bác sĩ Chu, nhận thức của con người là một quá trình không ngừng đề thăng, luôn sẽ cảm thấy sợ hãi những thứ nằm ngoài phạm trù nhận thức của mình, thứ mà cô không biết, không có nghĩa là không có căn cứ khoa học, Chu Tú Lệ nói: "Vậy cậu có thể đưa ra một lý do khiến tôi tin tưởng không?" Trương Dương lắc đầu, nói: "Giải thích thì miễn đi, tôi có nói ra thì cô cũng không hiểu." Chu Tú Lệ bị câu này của hắn khiến cho mặt đỏ bừng, mình nói gì cũng là một bác sĩ từng học ở Mỹ, hắn không ngờ lại nói vậy. Trương Dương kỳ thực cũng không có ý khinh thường Chu Tú Lệ, hắn giải thích: "Tôi tuyệt không có ý mạo phạm, những phương thuốc này đều là tổ truyền của nhà tôi, trải qua vô số lần thí nghiệm trong lịch sử." y học của trung quốc và tây y khác nhau hoàn toàn là hai loại lý luận các gọi là căn cứ khoa học của tây y không thích hợp để dùng cho y học của chúng ta song phương đều có sở trường riêng chỉ có lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất chu tú lệ nói nói đi nói lại cậu vẫn không hề có bất kỳ căn cứ y học nào vu tử lương nói tú lệ anh đã quyết rồi anh sẽ phẫu thuật cho thường hải tâm chu tú lệ nói em cũng không phủ định lần phẫu thuật này em chỉ hy vọng chúng ta án chiếu theo phương pháp y học để tiến hành trị liệu chính quy, vết thương của thường tiểu thư cần phải chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép ra. Trương Dương nói như chém đinh chặt sắt, không cần. Thường Hải Thiên một mực đứng cạnh nghe giờ mới lên tiếng, Trương Dương, tôi thấy chuyện này hay là thận trọng một chút đi. Thân là đại ca của Thường Hải Tâm, những lời mà gã nói, Trương Dương không thể không suy nghĩ thận trọng, kỳ thực áp lực mà Trương Dương hiện tại phải chịu là lớn nhất trong tất cả mọi người, hắn một mực áy náy về chuyện của Thường Hải Tâm, hy vọng thông qua nỗ lực của mình để giúp Thường Hải Tâm khôi phục dung nhan ngày trước. Nhưng Chu Tú Lệ lại ra sức phản đối trên phương án, sự do dự của Thường Hải Thiên vào lúc cuối, khiến Trương Dương ý thức được chuyện hôm nay sẽ không thuận lợi như trong dự đoán của mình. Nhưng mỗi một người đều biết rồi, muốn tiến hành một lần phẫu thuật, phải trưng cầu ý kiến của người nhà và bản thân Thường Hải Tâm. Viên Chi Thanh tuy được hai đứa con trai khuyên về nhà nghỉ ngơi, nhưng cả buổi tối vẫn chưa chợp mắt được tí nào sáng sớm hôm nay đã lại vào thăm con gái thường hải thiên gọi mẹ và em trai tới văn phòng nói lại cho họ hai loại phương án trị liệu và tình huống hiện tại và những điều liên quan tới sự an toàn của tính mạng em gái thường hải thiên cũng lộ ra vẻ do dự hai người đều nhìn mẹ viên chi thanh buồn bã ngồi trên salon thủy trung không nói gì thường hải long nói em đi hỏi trương dương xem xem cậu ấy rốt cuộc là có nắm chắc hay không Viên Chi Thanh lắc đầu, nói, đừng đi tìm cậu ấy nữa, mẹ nghĩ áp lực của cậu ấy lúc này nhiều hơn bất kỳ ai. Hai tay bà ta nắm chặt lấy tay vịn của salon lông, mẹ không biết nên làm thế nào nữa. Nhưng nếu để hải tâm tiếp tục phải sống như vậy, mẹ sợ trong cuộc sống của nó không còn hạnh phúc nữa. Thường Hải Thiên nói, con thấy Trương Dương cũng không nắm chắc hoàn toàn đâu. Viên Chi Thanh nói, quyền quyết định nên thuộc về bản thân Hải Tâm, chúng ta cứ nói thật hết với nó là được. Thường Hải Tâm nghe mẹ nói xong chuyện này, biểu hiện của cô ta vô cùng bình tĩnh, nói khẽ em muốn gặp riêng Trương Dương. Viên Chi Thanh gật đầu. Trương Dương đội một chiếc mũ lưới chai màu đen, vành mũ khiến phần mặt của hắn tối đi, bớt mấy phần ánh sáng, tuy hắn vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo ý vị nặng nề. Thường Hải Tâm đợi sau khi người nhà lui ra hết mới nói, nếu bắt tôi phải sống tiếp như thế này, tôi thả chết đi còn hơn. Trong lòng Trương Dương giống như là bị người ta dùng dao cắt một cái, hắn ra sức lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thường Hải Tâm, nói khẽ, đều tại tôi. Giọng nói của Thường Hải Tâm vẫn khàn khàn và mệt mỏi, không liên quan gì tới anh cả, nếu không phải là anh bất chấp an nguy của bản thân lao vào trong đám cháy cứu tôi, tôi hiện tại đã chôn thân trong biển lửa rồi. Nói xong cô ta lại buồn bã bảo, kỳ thực bị thiêu chết chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trương Dương nói, cô không thể chết được nếu như cô chết, cha mẹ cô sẽ rất thương tâm, hai anh trai của cô cũng rất thương tâm. Tôi cũng sẽ thương tâm. Thường Hải Tâm nói, thật ư. Trương Dương gật dầu thật mạnh, nói thật. Thường Hải Tâm nói, cảm ơn sự an ủi của anh, tôi biết anh vẫn coi tôi là bạn của anh. Lúc nói ra câu này, trong lòng Thường Hải Tâm cảm thấy chua sót. Trương Dương nói, Hải Tâm, cô luôn là một cô gái rất xuất sắc, cô đối với tôi rất quan trọng, con mắt đẹp của thường hải tâm đột nhiên sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi, trong mắt cô ta, những lời này của Trương Dương đều chỉ vì an ủi mình, xuất phát từ sự thương hại đối với mình, thường hải tâm nói khẽ anh không cần phải đồng tình và thương hại tôi. Trương Dương, tôi muốn gặp riêng anh là để nói với anh rằng, đừng mang bất kỳ áp lực tư tưởng nào, để anh chữa cho tôi là sự lựa chọn của tôi, mạng của tôi là anh cứu về, cho dù xảy ra bất kỳ bất chắc gì thì anh cũng không nợ gì tôi cả. Mũi Trương Dương có chút cay cay, hắn đột nhiên giang tay ra ôm thường hải tâm vào lòng thân hình của thường hải tâm khẽ run lên lồng ngực của trương dương rất ấm áp và rộng rãi khiến cô ta cảm thấy an toàn chưa từng thấy nhưng cô ta lại lập tức nghĩ tới với hình dạng hiện tại của mình làm thế nào mà đối diện được với trương dương cái ôm của anh ta có lẽ chỉ là một loại thương hại thường hải tâm có chút giấy dụa kháng cự trương dương nói khẽ xin lỗi là tôi nợ cô trận hỏa hoạn này căn bản là có người muốn nhắm vào tôi nếu không phải vì tôi thì sẽ không liên lụy cô bị hại, là tôi hại cô." Thường Hải Tâm lắc đầu, nói anh đừng nghĩ vậy, bất kể là như thế nào, tôi cũng sẽ không trách anh, âu cũng là số của tôi thôi. Trương Dương hôn nhẹ một cái lên trán Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm ngây ra như bị điện giật, Trương Dương chậm rãi thả cô ta ra rồi đứng dậy, nói một cách rất kiên định, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này phản đối, tôi cũng sẽ chữa khỏi cho cô thường hải tâm hai mắt lấp lánh ánh lệ nhìn trương dương trong đó tràn đầy hy vọng tôi tin anh viên chi thanh vì chuyện của con gái mà đặc biệt gọi điện cho thường tụng câu trả lời của thường tụng rất đơn giản cứ làm theo quyết định của con gái trong mắt chu tú lệ sự tín nhiệm của chồng đối với trương dương là mù quáng bất kể là cô ta nói ra lý do gì cũng đều không thể thay đổi được quyết định của chồng vu tử lương nói anh tin trương dương nếu có thể dùng thanh danh của anh để nghiệm chứng một lần thần kỳ anh cũng bằng lòng Chu Tú Lệ chỉ đành bất lực lắc đầu, nói, đúng là một kẻ ngốc. Biết rằng phẫu thuật đã thế ắt phải thành, cô ta chỉ có một điều kiện, do mình mổ chính, chồng làm trợ thủ cho cô ta, đây cũng là một cách để Chu Tú Lệ giữ danh dự cho chồng, nếu thật sự xảy ra vấn đề, cô ta sẽ gánh trách nhiệm chủ yếu. Làm sạch phần mặt, dưới tiền đề tạo thành vết cắt nhỏ nhất, điều này yêu cầu rất cao đối với kỹ thuật phẫu thuật, Chu Tú Lệ đeo kính hiển vi tiến hành thao tác, trong quá trình phẫu thuật, Cô ta lại có nhận thức mới đối với tình hình vết bỏng trên mặt của thường hải tâm, khu bỏng độ 3 so với dự đoán còn lớn hơn nhiều. Chỉ thanh trừ tổ chức bị hoại tử đã hao phí rất nhiều thời gian của cô ta. Cô ta không thể nào tin được vết thương lớn như vậy mà có thể thực hiện tái sinh da ư. Cho dù là da thịt có thể tái sinh, nhưng huyết quản và thần kinh đã bị tổn thương ở bên dưới da thì sao? Quá trình làm sạch vết thương tiến hành mấy đúng 5 tiếng, Trương Dương Thủy Trung đứng ở bên cạnh quan sát. Chu Tú Lệ phẫu thuật thành thạo mà chuẩn xác, cô ta thành công loại trừ những tổ chức bị hoại tử trên mặt thường Hải Tâm. Tiếp theo chính là thuốc cao của Trương Dương phối chế lên sân khấu rồi. Chu Tú Lệ nhìn thuốc cao màu xanh lục trong tay chồng, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. Nhưng sau khi Chu Tú Lệ bôi thuốc cao lên phần mặt vừa được làm sạch, máu dỉ lập tức ngưng. Chu Tú Lệ cũng không khỏi khen thầm tác dụng cầm máu của thuốc cao. Sau khi bôi thuốc cao, không lập tức đưa thường Hải Tâm ra khỏi phòng phẫu thuật mà ổn định một tiếng đồng hồ, xác định cô ta không có phản ứng dị thường mới đưa vào phòng giám hộ đặc biệt. Chu Tú Lệ gặp Trương Dương ở phòng rửa tay, Trương Dương lúc này đang dí cả cái đầu chọc lọc xuống dưới vòi nước, để mặc kho nước lạnh không ngừng xối vào. Chu Tú Lệ biết rằng trong lòng Trương Dương lúc này đang phải đối diện với áp lực cực lớn. Trương Dương nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tú Lệ, có chút xấu hổ cười cười. Chu Tú Lệ nói, phẫu thuật rất thành công, còn hiệu quả thì chúng ta chỉ có thể chờ thời gian nghiệm chứng. Trương Dương gật đầu, nói cảm ơn. Chu Tú Lệ nói, tôi chẳng làm gì cả, chỉ tận hết chức trách của một bác sĩ mà thôi. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, Trương Dương, tôi không phải là nhắm vào anh, tôi chỉ xuất phát từ quan điểm của một bác sĩ, tôi rất thiếu lòng tin đối với phương thuốc cổ truyền của anh. Trương Dương nói, tôi hiểu mà. Hắn lại nói, sau hai ngày, trên phần mặt sẽ hình thành một tầng mô trắng, phải thêm hai lần phẫu thuật trừ đi tầng mô trắng này rồi lại bôi thuốc cao lên như vậy mới có thể đạt được hiệu quả khôi phục tốt nhất chu tú lệ nói cậu trước đây đã từng làm vậy rồi à trương dương nói loại vết thương trên mặt lớn như thế này tôi vẫn là lần đầu tiên gặp phải chu tú lệ nói khẽ anh bằng vào kinh nghiệm hữu hạn mà làm việc đây là một chiếu rất đáng sợ trong y học trương dương nói kỳ thực năng lực tái sinh của con người rất mạnh chỉ chẳng qua là các cô không ý thức được đó thôi, chỉ cần dưới điều kiện thích hợp mới có thể kêu gọi ra được lực tái sinh cường đại của nhân loại. Kế hoạch đầu tư của cha Tấn Bắc đã hoàn thành, thông qua khư phượng tiên được chuyển trình lên cấp lãnh đạo của thành phố Giang Thành, phía Hà Trường An cũng nhắm vào sự gia nhập của cha Tấn Bắc, điều chỉnh điều kiện đầu tư lúc ban đầu, hai bản kế hoạch đầu tư khác nhau đều được đặt trên bàn làm việc của Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã đưa bản kế hoạch cho Trương Dương, mỉm cười nói, đúng như trong dự đoán của chúng ta, điều kiện của Hà Trường An không còn hà khắc như trước đây nữa. Y tựa hồ như đã biết được điều kiện của cha Tấn Bắc, sự điều chỉnh lần này rõ ràng là để ứng phó với cha Tân Bắc. Trương Dương nói, thương trường như chiến trường, người lừa ta gạt không đâu không có. Đỗ Thiên Giã nói, bọn họ cạnh tranh như thế nào thì không liên quan gì tới chúng ta cả, chỉ cần là có lợi cho quốc gia, có lợi cho Giang Thành, tôi hy vọng loại cạnh tranh này càng nhiều càng tốt. Trương Dương nói, anh đã xem qua bản kế hoạch rồi, anh nghiêng về bên nào. Đỗ Thiên Giã cười nói, từ điều kiện mà nói thì trước mặt hai bên như nhau, tôi vẫn chưa có chủ ý gì. Trương Dương nói, từ tình cảm cá nhân mà nói, tôi không thích Hà Trường An, vị đạo âm mưu của người này quá nặng. Đỗ Thiên Giã nói, chúng ta làm việc không thể chỉ dựa vào yêu ghét cá nhân, điều kiện của cha Tấn Bắc không tồi, nhưng y trước đây chưa có kinh nghiệm đầu tư vào công trình xây dựng nào, càng đừng nói đến hạng mục lớn như sân bay mới. Hà Trường An tuy lúc ban đầu có hiểm nghi lợi dụng đầu tư để chèn ép chúng ta, có điều y lại khởi nghiệp từ ngành xây dựng, ở trong giới xây dựng trong nước có danh tiếng rất khá, hai người ai cũng có sở trường cả. Trương Dương cười nói, anh chưa có chủ ý gì ư. Đỗ Thiên Giã gật đầu, những thương nhân này không gì ngoài trục lợi, mà chúng ta cũng là vì lợi ích, chỗ khác nhau là bọn họ vì lợi ích của mình, còn chúng ta thì vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của người dân. Đất của sân bay mới là của quốc gia, tiền cũng là của quốc gia, có thể tiết kiệm được thì tuyệt không lãng phí." Trương Dương nói, "Không có tiền, thằng Ôn này sợ Đỗ Thiên Giã nghe không hiểu, lại bổ sung, "Tổng cộng cho tôi có tí tiền đó, còn đâu thì cứ bắt tôi chạy đông chạy tây đi vay, đừng có nói một cách đường đường chính chính như vậy." Đỗ Thiên Giã không khỏi bật cười, "Thằng Ôn cậu có thể có chút tiền đồ đi được không? Động chút là tiền, cậu tốt xấu gì cũng là một đảng viên." một cán bộ quốc gia, mở miệng khép miệng đều là tiền, có thấy tục không? Coi trọng tiền như vậy, cậu dứt khoát đừng lăn lộn trong biên chế nữa, ra khơi làm sinh ý đi." Trương Dương nói, có chế giễu tôi thế nào cũng vô dụng tôi, tôi nếu thực sự đi làm sinh ý, đó là tổn thất của đảng, tổn thất của quốc gia, cũng là tổn thất của bí thư Đỗ anh." Đỗ Thiên Giá cười nói, tôi chính là hân thưởng loại trình độ mặt dày bị đả kích thế nào cũng không ngã của cậu đấy. Trương Dương nói, cái này gọi là tâm lý tố chất của tôi quá tốt, luôn có tinh thần lạc quan, cán bộ có loại tố chất như tôi hiếm lắm đấy. Đỗ Thiên Giã nói, mèo khen mèo dài đuôi, vừa nói xong, thư kỳ giang nhạc của gã gõ cửa bước vào, nhắc gã lát nữa còn phải họp thường ủy. Trương Dương cầm hai bản kế hoạch đầu tư lên, nói, lát nữa tôi sẽ nghiên cứu bản kế hoạch của họ, xem xem rốt cuộc là điều kiện của ai ưu đãi hơn, sau đó tiếp tục tra cho họ thêm chút thuốc mắt, để hai người ho đấu nhau kịch liệt hơn đỗ thiên giã cười nói cậu thâm thật trương dương đốt lại cũng là nhờ theo bí thư đỗ anh học hỏi thôi đỗ thiên giã nói tôi chưa từng nhận loại học trò như cậu gã đột nhiên nhớ tới một chuyện tôi nghe nói con gái của thường tụng đang tiếp nhận trị liệu trong bệnh viện của Vu tử lương là trương dương nói tin tức của anh cũng linh thông quá nhỉ đỗ thiên giã nói chuyện lớn như vậy không thể không biết tuy thường hải tâm tới trị liệu là tính chất cá nhân có điều chúng tôi vẫn phải nể mặt thường tụng suy nghĩ tới tình tự của bệnh nhân, tôi hiện tại không đi được, cậu đại biểu chính phủ thành phố và thị ủy mua chút đồ tới hỏi thăm nhé, nhất định phải truyền đạt lời an ủi của tôi đấy, đợi thường hải tâm hồi phục rồi, tôi sẽ tới thăm cô ta. Trương Dương đề xuất một vấn đề rất thực tế, đồ mua để thăm hỏi anh có thanh toán không? Bởi vì Đỗ Thiên Giã bảo hắn đại biểu chính phủ thành phố và thị ủy Giang Thành cho nên câu hỏi này là rất cần thiết. Đỗ Thiên Giã rất bất mãn chừng mắt lườm Trương Dương một cái, thanh toán, thằng ôn cậu đừng có ở giữa kiếm lời đấy. trương đại quan nhân khinh thường nói nhiều nhất cũng chỉ là đồ đáng giá một hai ngàn, tôi có cần phải làm vậy không? đỗ thiên giã nhắc nhở trương dương tình cảm trai gái quan trọng nhưng sự nghiệp của chúng ta còn quan trọng hơn. lập tức sắp công khai gọi thầu rồi, thằng ôn cậu tốt nhất nên nghiêm túc cho tôi. cậu mà làm hỏng hội gọi thầu thì tôi tùy thời sẽ cách trước cậu đấy. audio điện tử võ tấn bền